Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 102. Ông ta vào thẳng vấn đề, nói với Tiêu Chính Văn rằng, một hầu tước của huyết tộc hy vọng được gặp Tiêu Chính Văn ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn biết rõ, đối phương không phải đang cầu hòa, huyết tộc ở vùng ngoài lãnh thổ không chỉ có vài hầu tước thôi, thậm chí đại công tước của huyết tộc vẫn còn chưa lộ diện. Huyết tộc tuyệt đối không thể nào chọn thỏa hiệp với mình vào lúc này. Hơn nữa, thực lực của hầu tước Hận Thiên này là vô song trong tất cả những hầu tước huyết tộc đang chạy tới thế tục, vì vậy, Tiêu Chính Văn mới vui vẻ nhận lời, chạy đến Long Kinh. Thật ra kể từ khi Hận Thiên trở lại thế tục đến nay, đôi tay hầu như không hề bị nhuốm máu, hơn nữa, hầu tước Hận Thiên khác với những huyết tộc khác, ông ta vô cùng yêu quý người dân Hoa Quốc, thậm chí còn cung cấp thuốc chữa bệnh cho người dân miễn phí, giúp đỡ một số người dân nghèo khổ của Hoa Quốc. Chỉ riêng điểm này, cũng đáng để Tiêu Chính Văn kính trọng rồi. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn lướt qua màn hình hiển thị là Tần Vũ đích thân gọi tới, Tiêu Chính Văn tiện tay bấm phím trả lời. Nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói của Bạch Chiến Sinh, cậu Tiêu, mấy ngày trước chính miệng cậu đã nói rằng sau này sẽ cùng Võ Tông thống trị Hoa Quốc. Nhưng, sao hôm nay lại xảy ra chuyện ác ở tỉnh Nam vậy? Chuyện này là do người của Võ Tông các ông, liên quan gì đến tôi? Sản nghiệp của nhà họ Lãnh chính là sản nghiệp của tôi, làm xăng làm bậy ở sản nghiệp của tôi, chẳng lẽ cũng đúng sao? Tiếp theo phải giải quyết như thế nào, các ông tự quyết định đi, nếu không có việc gì, đừng làm phiền tôi tu luyện. Làm phiền cậu tu luyện, Bạch Chiến Sinh thiếu chút nữa bị tức ói máu, tất cả đều là do một tay cậu gây ra, bây giờ tai họa ập đến nơi, cậu lại phủi mông bỏ đi sao? Tôi đang gặp khách, hôm khác nói tiếp đi, Tiêu Chính Văn nói xong. Lập tức cúp điện thoại mà không cho Bạch Chiến Sinh kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng tút tút không ngừng vang lên trong điện thoại, Bạch Chiến Sinh trợn tròn mắt. Đang gặp khách, giờ phút này, đại quân huyết tộc đang cận kề, cậu lại còn đi gặp khách. Tiêu Chính Văn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Hận Thiên. Cậu Tiêu, mời uống trà. Hầu tước Hận Thiên không bận tâm về việc này, tiện tay rót một ly trà cho Tiêu Chính Văn, hai tay dâng lên trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, Tiêu Chính Văn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy hầu tước Hận Thiên cầm lấy một chiếc hộp đàn hương gỗ nói, mong cậu Tiêu vui vẻ nhận cho. Tiêu Chính Văn không khỏi ngạc nhiên nói, ông làm như vậy là có ý gì? Cậu Tiêu, thành thật mà nói, bên trong là 23 đóa hoa tử tiêu mà tôi hái được sau khi đến thế tục, tất cả đều tặng cho cậu Tiêu, xem như quà gặp mặt. Hầu tước Hận Thiên vô cùng thành khẩn nói. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, ông đang hối lộ tôi à? Cậu Tiêu nói đùa rồi, tôi nào dám hối lộ vua Bắc Lương cơ chứ? Hầu tước Hận Thiên khẽ nhíu mày, sau khi do dự một lúc mới nói, thật ra lần này mời cậu Tiêu tới đây chủ yếu là do có việc cần nhờ tới cậu, dù cậu Tiêu có đồng ý giúp đỡ hay không, quà đã tặng đi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lại. Hầu tước Hận Thiên nói với vẻ cực kỳ thành khẩn, không hề giả chân. Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay ông ta rồi khẽ gật đầu. Điều này cũng khiến cho Tiêu Chính Văn nảy sinh chút ít thiện cảm với hầu tước Hận Thiên, dù gì quả thực giống như những gì ông ta đã nói, từ lúc tới thế tục tới nay chưa từng làm hại tới nhân dân Hoa Quốc, hơn nữa còn làm không ít chuyện tốt giúp người. Chỉ từ điểm này thôi, Tiêu Chính Văn đã không có lý do gì để làm khó ông ta rồi. Mà hôm nay, lại có Chu Trấn Long làm người trung gian. Tiêu Chính Văn sẽ càng không gây khó dễ cho ông ta. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng, nói đi. Hầu tước Hận Thiên nghe vậy thì ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy tên đầy tớ bên cạnh, mấy người đều cực kỳ hiểu ý mà rời khỏi đại sảnh. Cậu Tiêu, mời qua bên này, Hầu tước Hận Thiên nói rồi làm động tác tay tỏ ý mời. Tiêu Chính Văn cùng với Hầu tước Hận Thiên tiến vào một căn phòng bí mật ở bên trong. Chỉ thấy trong phòng có một nam thanh niên mặt mày trắng bệch như tờ giấy đang nằm ở đó, hơi thở của nam thanh niên này đã yếu tới độ thoi thóp. Xin cậu Tiêu ra tay cứu giúp, nói xong, hầu tước Hận Thiên liền khom người vái lạy. Con trai của ông ta đã bị trọng thương trong một lần đại chiến ở vùng ngoài lãnh thổ vào 3 năm trước, dù là hầu tước Pháp Thiên với thực lực nhân vương cấp 5 thì cũng hết cách cứu chữa, ông ta chỉ có thể nhìn con trai của mình héo hon đi từng ngày. Nhìn thấy hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa, hầu tước Pháp Thiên càng trở nên tuyệt vọng hơn. Vậy nên lần này tới thế tục, ông ta mới tạo quan hệ tốt với người dân Hoa Quốc,
hy vọng điều đó có thể khiến cho Tiêu Chính Văn cảm động. Tiêu Chính Văn lại đưa mắt nhìn nam thanh niên đang nằm trên giường bệnh, chỉ thấy xung quanh cậu ta có một bức chắn trận pháp như có như không, nhưng rõ ràng không phải trận pháp hộ thân. Hơn nữa, bức chắn trận pháp này có thể duy trì lâu dài chính là vì nó đang hấp thụ sức sống của nam thanh niên kia. Ồ, đây là đoạt hồn trận. Tiêu Chính Văn nhíu mày, trầm giọng nói. Cậu Tiêu, quả nhiên là cậu hiểu sâu biết rộng, vừa nhìn đã nhận ra được căn nguyên bệnh tình ở đâu, Hầu Tước Hận Thiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói. Thứ mà con trai ông ta chúng phải quả thực là đoạt hồn trận trong truyền thuyết, loại trận pháp này đã mất hết dấu vết cả nghìn năm nay ở vùng ngoài lãnh thổ, đừng nói là Hầu Tước Hận Thiên không thể giải, ngay cả một số nhân tài bên trong huyết tộc cũng chỉ biết bó tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu niên vui vẻ hoạt bát bị đoạt hồn trận hút hết sức sống mà chết đi. 3 năm trước, huyết tộc chúng tôi xảy ra xung đột với một thế lực dưới trướng nhà họ Khổng, lúc đó, một đệ tử nhà họ Khổng trong số đó đã dùng một loại bí thuật để đánh con trai tôi bị thương. Vốn dĩ tôi cũng cho rằng đây chỉ là một vết thương bình thường, ban đầu còn chẳng buồn bận tâm, dù gì ở vùng ngoài lãnh thổ cũng thường xuyên xảy ra chuyện giống như thế này. Thế nhưng hoàn toàn chẳng thể ngờ được sự đê tiện của người nhà họ Khổng còn vượt xa so với tưởng tượng của tôi. Mãi tới 1 năm sau, khí sắc của con tôi ngày một xấu đi, mãi tới lúc này tôi mới phát giác ra điều lạ thường, thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Ở vùng ngoài lãnh thổ, giữa huyết tộc và các thế lực lớn có mối quan hệ vừa là thù vừa là bạn, dẫu sao trong huyết tộc cái gì cũng có, loại người gì cũng đều đủ cả. Mà mâu thuẫn giữa các thế lực lớn và huyết tộc cũng chưa từng dừng lại, có điều đôi bên đều tuân thủ một ranh giới, chính là chưa tới đường cùng thì chưa hành động, tuyệt đối sẽ không sử dụng một số bí thuật bị cấm. Thế nhưng nhà họ Khổng lại chỉ muốn làm suy yếu thế lực của huyết tộc, vì thế mà tới Xu Nĩnh Thiên Đạo Minh Ước, vậy nên mới lựa riêng những người tài giỏi trong lớp thanh niên của huyết tộc. Mà con trai của Hầu Tước Hận Thiên cũng trở thành vật hy sinh của nhà họ Khổng. Ồ! Vậy tại sao ông lại cho rằng tôi có thể loại bỏ loại bí trận này thế? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Hầu Tước Hận Thiên. Thật ra với địa vị của ông ta ở trong huyết tộc thì hoàn toàn có thể tìm ra được một số nhân tài của huyết tộc ra tay. Dẫu sao huyết tộc cũng là cường hào một phương, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng chẳng làm gì được bọn họ. Ôi, thật ra trước đây tôi cũng đã tìm một số người tài trong huyết tộc rồi, đáng tiếc là bọn họ đều bất lực bó tay. Không thể để tôi nhìn con trai mình chết thảm như vậy chứ. Sau này, tôi nghe một số người từng tới thế tục nhắc đến những điểm không tầm thường của cậu Tiêu, vậy nên mới muốn mời cậu Tiêu tới thử. Nếu như cậu Tiêu cũng không có cách cứu sống con trai tôi, vậy tôi cũng sẽ tuyệt đối không trách cứ gì cậu Tiêu đâu. Hầu Tước Hận Thiên nói với vẻ hết sức thành khẩn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, thật ra bên trong Thiên Sơn Thư Lục quả thực có ghi chép tới việc làm sao để giải trừ loại bí thuật hiểm ác này. Thế nhưng với thực lực bây giờ của Tiêu Chính Văn thì căn bản chẳng thể làm nổi. Thật ra, tôi vốn dĩ muốn đích thân tới gặp cậu Tiêu, thế nhưng nghĩ tới những hành vi của huyết tộc ở trong thế tục, nếu như tôi đích thân tìm đến thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cậu Tiêu, vậy nên tôi mới mời ông Chu vất vả đi thay mình một chuyến. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Hầu Tước Hận Thiên, vốn dĩ Tiêu Chính Văn định nói đúng sự thật, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng thành khẩn của ông ta. Tiêu Chính Văn cũng không nhẫn tâm để cho ông ta mất đi tất cả hy vọng. Dù gì bản thân Tiêu Chính Văn cũng đang làm bố, anh rất hiểu cho tâm trạng lúc này của Hầu Tước Hận Thiên. Thế này đi, ông cứ ra ngoài trước đã, để tôi xem kỹ thử xem, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Sau khi Hầu Tước Hận Thiên rời đi, Tiêu Chính Văn giơ một tay lên, một tia sáng màu vàng cứ thế ẩn hiện, vốn dĩ Tiêu Chính Văn muốn giải đoạt hồn trận từ bên trong. Nhưng thử mấy lần liên tiếp đều không được như ý muốn. Thật ra với nhận biết của Tiêu Chính Văn, muốn phá giải đoạt hồn trận cũng không hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng dù gì bây giờ cũng đang cứu người chứ không phải giết người. Vậy nên buộc phải suy xét tới an nguy của con trai Hầu Tước Hận Thiên, vì thế Tiêu Chính Văn căn bản không dám dồn toàn lực, nếu không chỉ lơ đễnh chút thôi cũng sẽ làm hại tới tính mạng của cậu ta. Cuối cùng vì quá bất lực, Tiêu Chính Văn chỉ đành lấy ra một viên đan dược đã được chế luyện để đưa vào trong miệng con trai Hầu Tước Hận Thiên, đan dược vừa mới tiến vào, sắc mặt của nam thanh niên đã trở nên hồng hào. Thế nhưng cũng chỉ tới mức đó mà thôi, dù gì lúc này cậu ta cũng đang tiêu hao sức sống bên trong cơ thể, đan dược cũng chỉ có thể làm chậm thời gian tiến tới cái chết của cậu ta. Dẫu sao sức sống của con người cũng chỉ có hạn,
dù là bản thân Tiêu Chính Văn thì cũng không chịu đựng được sự tiêu hao như thế. Chẳng bao lâu sau, nam thanh niên chậm rãi mở to hai mắt, còn ho nhẹ một trận, nghe thấy động tĩnh bên trong phòng, Hầu Tước Hận Thiên vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy con trai mình đang mở mắt, trên mặt không giấu được vẻ vui sướng. Cậu Tiêu, con trai tôi nó, không, ông hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đang dùng đan dược để duy trì mạng sống cho cậu ta mà thôi. Ít nhất có thể giúp cậu ta chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu không thì cậu ta nhất định sẽ chết trong vòng một tháng, dù tôi không nói thì hẳn ông cũng hiểu rõ. Có điều hiệu quả của một viên đan dược cũng chỉ có thể duy trì trong 7 ngày mà thôi, vậy nên ông phải không ngừng cho cậu ta uống thì mới có thể duy trì được tính mạng. Tiêu Chính Văn lấy ra một lọ sứ từ trên người rồi đặt vào trong tay Hầu Tước Hận Thiên, mặc dù bên trong lọ chỉ có mấy chục viên đan dược. Thế nhưng cũng đủ để cho nam thanh niên duy trì mạng sống thêm được một năm. Cậu Tiêu, lẽ nào, Hầu Tước Hận Thiên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như con trai ông ta chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì mạng sống, vậy thì ông ta thà kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh chứ cũng không muốn để con trai mình phải sống lay lắt như vậy. Ông đừng hiểu nhầm, không phải không thể phá giải được đoạt hồn trận, chỉ là với thực lực bây giờ của tôi thì vẫn còn chưa đủ. Sau này tôi nhất định sẽ giúp đỡ con trai ông giải trừ đoạt hồn trận. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, Hầu Tước Hận Thiên không khỏi vui sướng trở lại, vội vàng chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, đa tạ ơn cứu mạng của cậu Tiêu, từ nay về sau, Hận Thiên tôi xin thề làm trâu làm ngựa cho cậu Tiêu. Chỉ cần cậu Tiêu lên tiếng sai bảo, nếu như Hận Thiên tôi nói ra một chữ không thì chắc chắn sẽ bị trời tru đất diệt, không được chết yên ổn. Hận Thiên quỳ phịch xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, liên tiếp vái lại 3 lần. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, chăm sóc cậu ta cho tốt, sau này tôi nhất định sẽ giúp. Hầu Tước Hận Thiên gật đầu, đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn về phía Tỉnh Nam rồi nói, cậu Tiêu, quả thực Pháp Thiên hơi quá đáng, nếu như cậu Tiêu cần thì giờ tôi sẽ đi tiêu diệt hắn. Hận Thiên nói, trong mắt lộ ra sát khí, không phải ông ta đang ăn nói ngông cuồng, với thực lực của ông ta. Giết chết Pháp Thiên thậm chí còn chẳng cần dùng tới 10 chiêu. Không cần đâu, chuyện này tôi tự có cách xử lý, ông yên tâm tu dưỡng đi, phải nhớ tuyệt đối không được giết hại người vô tội. Nói xong, cơ thể Tiêu Chính Văn chợt lao vút đi, mới đó đã bay lên trên bầu trời. Cùng với một tầng sóng xuất hiện giữa hư không, cơ thể của Tiêu Chính Văn cũng biến mất theo đó. Nhìn theo bóng lưng biến mất hút của Tiêu Chính Văn, Hầu Tước Hận Thiên quay đầu nói với nam thanh niên mặt mỏng như tờ giấy phía sau lưng, cậu cũng đi theo, nhớ kỹ, không được để cậu Tiêu xảy ra chuyện gì, nếu như cần thiết, Hầu Tước Hận Thiên vừa nói vừa làm một động tác tay cắt ngang qua cổ. Đệ tử tuân lệnh, nam thanh niên nói xong thì thân hình cũng vụt đi, biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc này, bên phía Tỉnh Nam đã bùng phát luồng khí tức kinh thiên động địa. Lúc này, ngay cả trận pháp bảo vệ cho tông đường nhà họ Khổng cũng đã lung lay sắp đổ. Xung quanh còn có không ít những cái xác của đệ tử nhà họ Khổng, vô số cao thủ huyết tộc đang điên cuồng tiến công về phía nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng sắp sửa bị công phá. Tiêu Chính Văn, tôi và cậu một mất một còn. Khổng Vạn Thắng gầm lên đầy phẫn nộ, trong mắt đã chẳng chỉ tơ máu. Lúc này, ngay cả ông ta cũng đã bị trọng thương, thậm chí ngay cả một cánh tay cũng bị đánh cho tàn phế luôn rồi. Không ít thanh niên mà nhà họ Khổng chuyên tâm bồi dưỡng cũng lần lượt chết ngay trước mặt ông ta, mà Khổng Hữu Bang lúc này cũng chẳng khá hơn ông ta bao nhiêu, khắp người be bét máu. Lúc này, ông ta đang thở hổn hển nhìn những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ. Bạch Chiến Sinh đi qua đi lại bên trong Hắc Băng Đài ở Long Kinh, bây giờ, khắp mọi nơi đều bị huyết tộc tấn công, hơn nữa các môn phái võ tông cũng đều chịu tổn thất nghiêm trọng. Ông Bạch, nếu như còn không có viện binh thì e rằng Tung Sơn chúng ra không trụ nổi nữa đâu. Ông Bạch, thật sự không được đâu, xin cứu viện từ vùng ngoài lãnh thổ đi, chúng ta không thể chịu tội thay cho tên Tiêu Chính Văn kia được. Sự tiến công của huyết tộc quá điên cuồng rồi, bọn họ căn bản không vì báo thù mà đơn thuần là muốn tiêu diệt sạch sẽ chúng ta. Ông Bạch, mau xin cứu viện đi. Những tin nhắn xin cứu viện liên tiếp truyền tới, Bạch Chiến Sinh thậm chí còn dám liếc nhìn. Cứu viện, tới đâu xin cứu viện đây? Đế vương các sẽ không bận tâm tới mấy chuyện không liên quan này, mà địa bàn của đế vương các hiện tại vẫn bình an vô sự, họ sẽ không cử người tới cứu viện. Thế nhưng nếu như những môn phái võ tông này bị giết hết sạch sẽ, Bạch Chiến Sinh e rằng sẽ bị chửi rủa tới nghìn đời. Lúc này,
Bạch Chiến Sinh thật sự hoang mang rồi. Nguyên khí của các phái trong võ tông đều bị tổn thất nghiêm trọng, ông ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ này. Thằng danh Tiêu Chính Văn, cậu dám chèn ép tôi, Bạch Chiến Sinh nghiến răng ken két. Lúc này, Bạch Chiến Sinh cuối cùng cũng liên hệ được với một cao thủ Hoa Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi thuật lại tất cả những gì xảy ra ở đây cho người đó nghe, một giây sau, vô số tia sáng màu vàng chiếu xuống từ trên trời cao, cả Hoa Quốc đều bị bao trùm trong màn ánh sáng màu vàng. Cả huyết tộc gần như đều bị những tia sáng màu vàng này áp chế, thực lực giảm sút nghiêm trọng, chỉ trong nháy mắt, thế tiến công của huyết tộc cũng chậm đi không ít. Chuyện này dừng lại ở đây, tên nào còn dám làm bừa thì sẽ bị tôi giết chết ngay tức khắc. Trên bầu trời vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Nghe thấy giọng nói này, ngay cả Pháp Thiên cũng đầm đìa mồ hôi lạnh trên trán. Đối phương là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, chỉ một ánh mắt cũng đủ để giết hết toàn bộ cả huyết tộc bọn họ rồi. Dù gì đối tượng mà bọn họ công kích cũng là năm đại danh sơn và các phái võ tông, nếu như bị bọn họ công phá, vậy thì cả võ tông Hoa Quốc đều sẽ bị tiêu diệt. Vậy nên lãnh đạo cấp cao của huyết tộc cũng không tiện ra tay can dự vào. Mặc dù trong lòng không cam tâm, Pháp Thiên cũng chỉ có thể dẫn theo đám người của huyết tộc rời đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu, còn dám giết thêm một người của huyết tộc thì huyết tộc nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ cả võ tông Hoa Quốc. Mãi tới khi huyết tộc rút hết, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà họ Khổng cũng tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng ít nhất mấy thành viên cốt cán vẫn bảo toàn được tính mạng. Đặc biệt là Hứa Văn Long mới được thu nhận cũng chỉ bị thương nhẹ. Đối với nhà họ Khổng mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Còn về năm đại danh sơn thì cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng, vô duyên vô cớ thương vong mất quá nửa, thậm chí còn tổn thất tới cả nguyên khí, thế nhưng cũng chẳng có nơi nào để trút giận. Trong đêm ngày hôm đó, 300 dặm bên ngoài thành phố Long Kinh, mấy thành viên huyết tộc vừa mới giết chết một người đi đường, vẫn còn chưa kịp tiến lên trước chia nhau cái xác thì một giọng nói lạnh tanh đã vang lên từ phía sau lưng bọn họ. Mấy người tùy tiện giết người dân Hoa Quốc, đáng chết. Một giây sau, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đầu của mấy tên trong huyết tộc lần lượt bay lên cao, sau đó long ngao hừ một tiếng, cơ thể xẹt qua biến mất trong màn đêm. Tại tỉnh Đông, mấy tên huyết tộc đang âm thầm lẻn vào trong một hộ gia đình, bọn chúng vẫn chưa kịp ra tay thì một tia sáng lạnh lẽo đã lóe lên trong màn đêm đen. Phụt phụt phụt, mấy người hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt, trạng thái khi chết vô cùng khốc liệt. Long Nguyệt chỉ liếc nhìn xung quanh một cái, thấy không còn bóng dáng của huyết tộc thì mới quay người rời đi. Gần như chỉ trong một đêm, hàng trăm cao thủ của huyết tộc lần lượt bị giết chết, tin tức này rất nhanh cũng đã truyền tới đại bản doanh của huyết tộc. Pháp Thiên vốn dĩ đã ẩn giấu khí tức lại khí thế ngút trời, mang theo thiên uy cuồn cuộn và vô số cao thủ huyết tộc đánh giết về phía tỉnh Nam thêm lần nữa. Nhà họ Khổng ở tỉnh Nam vừa mới thở phào một hơi, lúc này mây đen lại ùn ùn kéo tới. Ai nấy đều bị dọa sợ hết hồn. Ngay cả hai người Khổng Vạn Thắng và Khổng Hữu Bang cũng tay ôm miệng vết thương, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện này sao có thể? Ban nãy rõ ràng có cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng lộ diện, sao bọn họ vẫn dám quay trở lại chứ? Khổng Vạn Thắng lúc này cuống tới mức chửi thề. Với thực lực của nhà họ Khổng hiện giờ thì đâu còn sức chống đỡ nữa. Không ổn rồi, ông Bạch, huyết tộc kéo nhau trở lại rồi. Một tin nhắn được gửi thẳng tới điện thoại của Bạch Chiến Sinh, nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Chiến Sinh sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết tộc không thể vô duyên vô cớ kéo nhau trở lại thêm lần nữa cơ chứ? Bạch Chiến Sinh cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, còn đánh thêm lần nữa thì cả võ tông đều sẽ bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc. Thông tin rất nhiều cao thủ của Điện Thần Long đồng loạt ra tay giết chết hàng trăm thành viên huyết tộc cũng truyền tới tai Bạch Chiến Sinh. Tiêu Chính Văn, cậu ức hiếp người thái quá. Lẽ nào cậu muốn hãm hại võ tông Hoa Quốc đều bị giết hết hay sao? Bạch Chiến Sinh phẫn nộ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp cả Long Kinh. Lúc này, ngay cả người dân bình thường cũng biết được thông tin này, động tĩnh lần này cũng quá lớn rồi, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên. Ngay cả huyết tộc đóng quân ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đồng loạt được điều về phía Hoa Quốc. Duy chỉ có Tần Vũ nở nụ cười sâu xa khi nhìn Bạch Chiến Thắng sứt đầu mẻ trán. Tiêu Chính Văn quả nhiên là cao tay,
điều này tương đương với việc đẩy cả Hoa Quốc xuống bên dưới lưỡi dao đổ sát của huyết tộc. Hoặc là liều mạng tới cùng với huyết tộc, hoặc là bị huyết tộc giết sạch, tuyệt đối không có lựa chọn thứ ba. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, cậu Tiêu không phải người dễ nói chuyện đâu, sao có thể đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của đế vương các cơ chứ, hóa ra đây là một cái bẫy. Nói tới đây, ngay cả Tần Vũ cũng không nhịn được mà phá lên cười. Bạch Chiến Sinh tức tới độ mặt cắt không còn sắc máu, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ đang tỏ ra mãn nguyện phía xa, phẫn nộ gào lên, gọi điện thoại. Lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Tiêu Chính Văn lại vang lên thêm lần nữa. Sau khi nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm điên cuồng của Bạch Chiến Sinh, Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc cậu đang có ý gì? Rõ ràng trận đại chiến đã dừng lại rồi, tại sao cậu lại cứ phải gây thêm rắc rối? Ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Là tôi gây thêm rắc rối sao? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói. Không phải cậu thì còn là ai? Cậu cũng biết hiện nay Võ Tông đang tổn thất rất nặng nề. Các thế gia lớn cũng sắp không chống đỡ nổi rồi, lẽ nào cậu thật sự sẽ trơ mắt nhìn cả Võ Tông Hoa Quốc bị tiêu diệt hay sao? Bạch Chiến Sinh tức tới độ phổi sắp sửa nổ tung ra tới nơi. Ông ta chẳng thể ngờ nổi Tiêu Chính Văn lại khó đối phó tới vậy. Càng không ngờ nổi bản thân lại bị một thằng nít danh chơi đùa trong lòng bàn tay. Lúc này, trên mặt ông ta đã không còn nụ cười nữa, thậm chí đã giận đến mức khóc không ra nước mắt. Nếu như không chống đỡ nổi thì đừng miễn cưỡng bản thân, trước đây là do mấy người tự nói muốn bảo vệ Hoa Quốc chu toàn, vậy nên thiên tử mới cho phép mấy người chung tay cùng cai trị Hoa Quốc với giới chính trị. Đây là chức trách của mấy người, có liên quan gì tới Tiêu Chính Văn tôi cơ chứ? Cái gì? Nghe thấy lời bày, Bạch Chiến Sinh suýt thì tức chết ngay tại chỗ. Thế nhưng ông ta lại chẳng thể phản bác, tất cả mọi lời nói đều do chính miệng ông ta thốt ra, Tiêu Chính Văn chỉ nhắc lại lời bảo đảm của ông ta mà thôi. Ông Bạch, cứu mạng, nhà họ Khổng sắp tiêu rồi, ông Bạch, cứu nhà họ Khổng đi, Khổng Vạn Thắng đầy tuyệt vọng gầm lên về phía Long Kinh. Lúc này, toàn bộ Hoa Quốc chìm trong khói lửa, vô số huyết tộc điên cuồng tấn công địa bàn của các môn phái võ tông. Ngay cả năm đại danh sơn cũng bị cao thủ huyết tộc bao vây. Một vị hầu tước Mỹ Lục còn đích thân dẫn theo sau vị bá tước đánh giết Hoa Quốc. Nhất thời, huyết tộc khí thế đầy trời, toàn bộ võ tông Hoa Quốc rơi vào cảnh đau thương. Nhưng lúc này, không chỉ người dân Hoa Quốc bị tổn hại mà tất cả môn phái võ tông đều như vậy. Nhưng huyết tộc cuồn cuộn khí thế, bọn họ sao có thể chống chọi nổi. Ngay cả Ngụy Nguyên Cát cũng khó mà chống đỡ. Không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn trúng kế của Tiêu Chính Văn, thù này tôi nhất định phải báo. Sau khi giết chết một vị cao thủ huyết tộc, Ngụy Nguyên Cát gầm lớn, hai mắt đỏ ngầu. Lúc này, ngay cả gã cũng đã bị thương nặng, suýt chút nữa đã chết dưới sự bao vây của mấy cao thủ huyết tộc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này ngay cả đệ tử bình thường trong võ tông cũng hiểu ra. Thì ra trước giờ Tiêu Chính Văn không hề sợ đế vương các, càng không sợ Bạch Chiến Sinh, mà anh đã đào một cái hố cho bọn họ, còn là một cái hố chí mạng. Lúc này, bọn họ đã thâm nhập vào các thành phố ở của Hoa Quốc, nếu bây giờ rút lui thì sau này sẽ không có lý do gì để cạnh tranh với giới chính trị nữa. Nhưng nếu không rút lui thì sẽ bị huyết tộc tàn sát đến chết. Bạch Chiến Sinh nhìn từng dòng tin nhắn cầu cứu trong điện thoại, lửa hận dâng trào. Mới có một ngày, ông ta còn chưa kịp truyền tin tức trở lại vùng ngoài lãnh thổ thì cả đã trở nên hỗn loạn. Giờ phút này, ông ta vô cùng hối hận, ông ta không nên xem thường Tiêu Chính Văn, càng không nên dễ dàng tin những gì Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lúc này, Bạch Chiến Sinh không chịu nổi nữa, gầm lớn vang vọng khắp Hoa Quốc. Tiếng gầm vừa dứt, các thế gia nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy và nhà họ Lương cũng đều hỏi thăm Tiêu Chính Văn. Nhưng nửa tiếng sau, giọng nói lãnh đạm của Tiêu Chính Văn mới vang lên khắp bầu trời, các người chỉ cần làm đúng như những gì đã hứa thôi. Lẽ nào các người muốn hưởng lợi mà không muốn cống hiến? Chính các người từng nói muốn bảo vệ Hoa Quốc, bây giờ chính là lúc để các người đóng góp cho người dân Hoa Quốc đấy. Nuôi binh ngàn năm dùng một giờ, lẽ nào các người không muốn gánh vác chút trách nhiệm này sao? Nghe vậy, không chỉ Bạch Chiến Sinh tức giận mà ngay cả đám đệ tử của nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy cũng vô cùng tức giận. Nhưng vấn đề là mỗi câu nói của Tiêu Chính Văn đều có lý, hơn nữa,
còn để người dân cả nước đều nghe thấy. Nếu bây giờ bọn họ phản bác thì mục đích thật sự sẽ bị vạch trần. Lúc này, người dân Hoa Quốc đồng loạt giơ ngón cái tán thành. Không hổ danh là anh Tiêu, chẳng trách lúc đó anh ta lại dễ dàng đồng ý với tên khốn Bạch Chiến Sinh như vậy, Lãnh Hàn Băng cười nói. Chỉ riêng thủ đoạn này cũng đủ để khiến Lãnh Hàn Băng học hỏi cả đời. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ ra sấm sét, trên trời xuất hiện dị tượng, gần như cả bầu trời Hoa Quốc đều bị ánh sáng nhuộm thành màu đỏ như máu. Bầu trời đỏ rực giống như một cái lỗ khổng lồ từ từ hạ xuống, như muốn bao phủ toàn bộ Hoa Quốc. Chết tiệt, không chỉ có một mình Pháp Thiên, ngay cả người từ Mỹ Lục cũng trở lại rồi, Bạch Chiến Sinh nhìn lên bầu trời và kinh ngạc nói. Quả nhiên, một bóng hình cao lớn hiện ra từ trong ánh sáng đỏ, nhìn thấy bóng dáng này, Khổng Vạn Thắng gần như ngất đi vì sợ hãi. Đó là Hầu Tước Đồ Thiên, người còn đáng sợ hơn cả Pháp Thiên. Sau khi Lục Tiểu Thiến chết, người này mới trở lại từ vùng ngoài lãnh thổ, ông ta luôn trấn thủ ở Mỹ Lục, sao bây giờ lại trở lại Hoa Quốc? Nhìn hai bóng người cao lớn trên bầu trời, các môn phái võ tông đều rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Khí tức của hai người họ quá đáng sợ, thậm chí cảm giác áp chế còn khiến mọi người cảm thấy khó thở. Trời đất một phương dường như cũng không thể chịu được uy lực này, bắt đầu rung chuyển. Cả thế giới đều đổ dồn sự chú ý về phía Hoa Quốc. Ngay cả nhiều cường giả Âu Lục cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của việc này. Đồ Thiên và Pháp Thiên đồng thời xuất hiện trên bầu trời Hoa Quốc lúc này, cho thấy huyết tộc đang muốn tiêu diệt võ tông Hoa Quốc. Lúc này, ngay cả cao thủ Âu Lục cũng trở nên nghiêm nghị, hoàn toàn không có suy nghĩ xem trò vui. Nếu Âu Lục bị tấn công theo cách tương tự, liệu có chống đỡ nổi không? Câu trả lời là không. Một tia sét tím đánh xuống, tất cả đám người võ tông đều khiếp sợ, thậm chí màng nhĩ của nhiều người còn bị xuyên thủng. Một số đệ tử võ tông có thực lực yếu đã chết ngay tại chỗ. Khổng Vạn Thắng tộc trưởng ở giới thế tục của nhà họ Khổng đang trốn trong tông đường. Cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt nhìn hai người trên không trung. Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng giết được Lục Tiểu Thiến và mấy tên vô dụng kia thì có thể tùy ý thao túng huyết tộc chúng tôi sao? E là cậu tính toán sai rồi. Giọng nói kinh thiên động địa phát ra từ phía hai bóng người cao lớn, không ngừng chấn động núi sông Hoa Quốc. Cậu thật sự cho rằng chúng tôi không biết cậu phái người tàn sát huyết tộc chúng tôi sao? Nếu đã vậy, cậu hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Lúc này, giọng nói của Hầu Tước Pháp Thiên vô cùng lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị tỏa ra khắp Hoa Quốc. Ông ta vừa nói xong, các trưởng giáo của năm đại danh sơn cũng lần lượt đứng lên, nói với Tiêu Chính Văn, cậu chọc giận huyết tộc, không thể làm gì được nữa rồi. Bây giờ, cậu bảo chúng tôi tự bảo vệ mình thế nào đây? Cậu đừng tưởng chúng tôi xong đời thì cậu có thể thu lợi, nói cho cậu biết. Chỉ cần chúng tôi bị giết thì người xui xẻo tiếp theo sẽ là người dân của Hoa Quốc. Sắc mặt Bạch Chiến Sinh cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nếu vùng ngoài lãnh thổ không phái người tới thì ai có thể ngăn cản hai vị hầu tước này đây? Hai người họ đều là cao thủ nhân vương cấp 6, đúng là Tiêu Chính Văn đánh bại được Tư Mã Minh Húc, nhưng đó là một chọi một. Nếu hai vị hầu tước hợp lực với nhau, Tiêu Chính Văn làm sao có thể thắng được? Đối với ông ta, Hoa Quốc máu chảy thành sông cũng chẳng sao. Nhưng ai dám bảo đảm rằng huyết tộc sẽ không tìm kiếm di tích Long tộc và năm trái tim rồng nằm rải rác khắp sông núi Hoa Quốc? Các người thật sự cho rằng mình có giá trị lợi dụng sao? Các người đề cao bản thân mình quá rồi. Lần này chỉ là một bài học cho các người mà thôi. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng lên. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, đạp trên không trung, đối mặt với hai vị hầu trước Pháp Thiên và Đồ Thiên. Chế nhạo các người cho rằng tôi chỉ muốn giết vài tên tiểu tốt sao? Không, các người sai rồi, theo tôi biết, hai người các ông có lẽ là hầu tước huyết tộc có lực chiến mạnh nhất trong giới thế tục nhỉ? Nếu đã vậy, hai người các ông cũng phải chết. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Tiêu Chính Văn thật sự muốn giết hai vị hầu tước sao? Tiêu Chính Văn điên rồi, cho dù có thể thắng, nhưng đó chỉ là trong tình huống một chọi một. Còn bây giờ có tận hai vị cao thủ nhân vương cấp 6, Tiêu Chính Văn giết nổi sao? Thật nực cười, Khổng Vạn Thắng nói với vẻ chế nhạo. Cho dù Tiêu Chính Văn có năng lực đến đâu thì cũng không thể lấy một chọi hai. Hơn nữa, thực lực của Pháp Thiên và Đồ Thiên vô cùng mạnh,
cho dù là cùng cấp bậc thì bọn họ cũng là người đứng đầu. Dựa vào cậu sao, cậu thật ngông cuồng, cậu có biết hai người họ là mãnh tướng của huyết tộc không? Ngay cả cao thủ nhân vương cấp 6 trong đế vương các như tôi cũng chưa chắc có thể lấy một chọi hai. Một con ếch ngồi đáy giếng, lớn lên trong giới thế tục mà cũng dám thách thức hai người họ. Ai cho cậu dũng khí đấy hả? Bạch Chiến Sinh giận đến mức mặt mày tái xanh, ông ta thật sự muốn xé nát Tiêu Chính Văn thành nghìn mảnh. So với cao thủ nhân vương cấp sau trong thế hệ trẻ giống Tư Mã Minh Húc, Pháp Thiên và Đồ Thiên đã ở cảnh giới này hơn 100 năm rồi. Dù xét về kinh nghiệm hay cách chiến đấu thì còn lâu thế hệ trẻ như Tư Mã Minh Húc mới có thể so sánh được. Cho dù là so với người cùng cấp bậc, muốn giết hai người họ cũng khó hơn lên trời. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ có thực lực nhân vương cấp 5, sao có thể là đối thủ của hai người họ? Hơn nữa nếu hai người họ cũng giống mấy vị hầu tước quay về với Lục Tiểu Thiến thì chẳng phải đã chết ở ngoài lãnh thổ lâu rồi sao? Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ rằng mình là chiến thần bất bại thật sao? Lúc này Pháp Thiên cười nhạo, trầm giọng nói. Mọi người các phái trong võ tông nghe thế không khỏi nở nụ cười chế giễu. Chiến thần bất bại, đó chỉ tồn tại trong thần thoại, trong thực tế nào có chiến thần bất bại. Trong lịch sử có rất nhiều ngôi sao mới có tài năng như Tiêu Chính Văn, nhưng kết quả cuối cùng của họ thế nào? Trên thế giới này còn có người thật sự xem mình thành sự tồn tại như thần thoại, đúng là nực cười. Hừ, chiến thần bất bại, ngay cả Bạch Khởi cũng không dám nói lớn lối như thế, núi này cao con núi cao hơn, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ. Không hiểu được đang đợi cậu ta ở phía trước là gì. Bạch Chiến Sinh cười khẩy, lạnh nhạt nhìn Tiêu Chính Văn đang kiêu ngạo đứng trong không trung. Dù là bản thân Bạch Chiến Sinh từng gặp rất nhiều người mới trong thế hệ trẻ, chỉ xét riêng về thành tựu, bất kỳ ai trong số họ cũng không thua kém Tiêu Chính Văn. Nhưng kết quả thế nào? Có một ai không phải bị các thế lực lớn đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, cuối cùng đều biến mất, biến thành một hạt cát trong dòng lịch sử. Có phải chiến thần bất bại hay không không quan trọng, giết các ông không cần chiến thần bất bại gì đó, Tiêu Chính Văn đáp lại. Bọn tôi biết cậu rất thành thạo về trận pháp không gian, thậm chí cậu đã có thể biến ra rồng thật bằng trận pháp, quả thật nên gọi là người đầu tiên từ xưa đến nay. Mặc dù hai người bọn tôi cũng rất xem trọng cậu, thậm chí có thể nói là không đến lúc bất đắc dĩ bọn tôi cũng không muốn đối đầu với cậu. Nhưng cậu không nên năm lần bảy lượt khiêu khích giới hạn của huyết tộc. Sau khi Pháp Thiên tức giận hét lên một tiếng, một luồng sương màu đỏ che phủ cả bầu trời phía tây bắc. Trong màn sương đó vang lên từng tiếng gào thét, chém giết, không khí cũng tràn ngập khí tức mùi máu tanh. Phía sau hầu tước Đồ Thiên, từng luồng ánh sáng màu đỏ máu bỗng dâng trào lên, che phủ cả màn trời phía tây nam, lúc này ông ta như thể đã hợp thành một thể với vùng trời đất này. Chỉ dựa vào một mình cậu mà còn muốn giết hai người bọn tôi. Cũng xem trọng bản thân mình quá đấy nhỉ. Cậu nghĩ trong huyết tộc không ai có thể làm gì được cậu sao? Nói rồi hầu tước Pháp Thiên giơ tay lên, một luồng máu bắn ra. Trong màn sương sau lưng ông ta lập tức biến thành hàng ngàn mũi tên màu đỏ, dày đặc như mưa phùn, đồng loạt bắn về phía Tiêu Chính Văn. Hàng ngàn mũi tên màu đỏ tạo thành một cơn lũ không gì có thể ngăn được xuyên qua không khí. Đám người Bạch Chiến Sinh quan sát trận chiến ở bên dưới trợn to mắt kinh ngạc nhìn đòn tấn công tuyệt thế này cũng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Số mũi tên màu đỏ đó đều ẩn giấu huyền cơ bên trong, chỉ cần bị bắn chúng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, chết vô cùng thảm thiết. Dù là 100, 1000 mũi tên cũng khó là tránh được, huống gì là hàng chục ngàn. Có thể nói ngay cả cao thủ nhân vương cấp 7 cũng chỉ có 50% nắm chắc phần thắng khi đối mặt với đòn tấn công này. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn vô số mũi tên lao đến, lúc này gương mặt anh lộ ra vẻ trầm ngâm. Ngay lúc mũi tên gần như chạm vào quần áo Tiêu Chính Văn, anh bỗng giơ tay lên vẽ ra một màn sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó xuyên qua đất trời chắn ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Vô số mũi tên đó đều bị hút vào trong ánh sáng vàng rồi biến mất. Mọi người bên dưới thấy thế cũng không khỏi ớn lạnh, mặc dù trận pháp không gian bắt nguồn từ Hoa Sơn. Nhưng ngay cả người xuất sắc nhất trong Hoa Sơn cũng không dám cứng rắn đỡ một đòn tấn công có tính hủy diệt bằng trận pháp không gian như Tiêu Chính Văn. Chỉ như thế thôi, bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn đang ở thế phòng thủ, nhưng muốn giết được hai người Pháp Thiên và Đồ Thiên quả thật là rất khó. Một tiếng rồng gầm vang lên khắp đất trời,
một con rồng lớn màu vàng được Tiêu Chính Văn biến ra. Lúc này ngay cả bầu trời cũng hơi không chịu được khí thế ngút trời này, bầu trời dường như bị xé nát rung chuyển một hồi, một góc của bầu trời bị xé toạc ra. Cơ thể con rồng vàng lướt qua chặn lại vô số mũi tên đó. Pháp Thiên, xem ra đã lâu rồi ông chưa ra tay đánh ai, thế mà lại bị một tên nhân vương cấp 5 đánh lại như thế. Đồ Thiên sầm mặt tiến đến trước một bước. Khí tức kinh người bỗng dâng trào lần nữa, áo khoác cực lớn tạo ra tiếng động mạnh trong không khí như thể một huyết ma giáng trần khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Đã nghe nói sức chiến đấu của cậu khá mạnh, trước giờ tôi đều muốn xin chỉ bảo, hôm nay giữa cậu và tôi chỉ có thể có một người sống sót rời khỏi đây. Vừa dứt lời, Đồ Thiên bỗng vung ra một cú đấm đủ để chấn động vũ trụ. Đòn tấn công này thậm chí chia cắt bầu trời thành hai nửa, đám mây vô tận biến thành vô số tia sáng đánh về phía Tiêu Chính Văn. Không quá lời khi nói rằng uy lực đòn tấn công này của ông ta đủ để địch lại với hàng trăm quả bom hạt nhân cỡ lớn. Chỉ riêng luồng khí của cú đấm này đã có thể chia nước trong Hoàng Hà thành hai. Sức mạnh này đáng sợ như thế nào? Lúc này người nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy đều thốt lên một tiếng kinh ngạc. Thảo nào huyết tộc lại điên cuồng như thế, với sức chiến đấu của hai người họ cũng đủ để xóa sạch Hoa Quốc. Thấy đối phương đã tung ra đòn tấn công, Tiêu Chính Văn cũng vung ra một cú đánh về phía Đồ Thiên. Một tiếng động cực lớn kinh thiên động địa vang lên, không trung bỗng nổ tung thành ánh sáng trắng chói mắt. Đồ Thiên bị sóng khí đánh lùi về sau ba bước, Tiêu Chính Văn cũng lùi một bước về phía sau. Nhưng cuối cùng hai người vẫn hòa nhau. Xem ra ông cũng đã lâu chưa giết người rồi. Huyết quyền vô địch của ông cũng phải chịu thua, nói rồi cả người Pháp Thiên bỗng biến mất. Ngay sau đó một trận cơn sóng gợn lên trong hư không, cơ thể Pháp Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Chính Văn, sau đó một cú đấm có uy lực ngút trời đấm thẳng vào ngực Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, cơ thể xoẹt qua lập tức xuất hiện phía sau Pháp Thiên, sau đó giơ một bàn tay lên đánh vào sau lưng Pháp Thiên. Ngay lúc này phía sau Pháp Thiên bỗng xuất hiện một màn sáng màu bạc như một chiếc gương chắn ngay trước người Tiêu Chính Văn. Uy lực cú đấm đó của Tiêu Chính Văn cũng bị chiếc gương phía sau Pháp Thiên hút vào trong, như thể cát đổ vào biển, biến mất không thấy tung tích. Thế nào, cậu tưởng chỉ có cậu biết trận pháp không gian sao? Cậu vẫn còn quá trẻ. Pháp Thiên quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, gương mặt không hề có vẻ gì là hoảng hốt. Ngay sau đó một luồng sáng màu đỏ đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Sau khi tiếng động lớn vang lên, luồng sáng đó va chạm với con rồng màu vàng, Pháp Thiên cũng nhân lúc này kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chính Văn. Đỡ được đòn tấn công của Pháp Thiên, Tiêu Chính Văn cũng lùi về sau một bước, phải nói là sức chiến đấu của hai người vượt xa Tư Mã Minh Húc. So với hai người, Tư Mã Minh Húc hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Nhìn bầu trời xuất hiện một vết nứt cực rõ, lúc này Bạch Chiến Sinh cũng ngây người. Rõ ràng là sau đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Chính Văn và Pháp Thiên thì mới để lại vết nứt này. Không ngờ tên Tiêu Chính Văn này lại có bản lĩnh như thế, Bạch Chiến Sinh nghiến răng, ước gì có ngay sau đó Tiêu Chính Văn sẽ bị Pháp Thiên và Đồ Thiên chém thành đống thịt nhão. Lúc này trong một sơn động ở Thương Sơn Nhĩ Hải, Sáng Thế Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía tỉnh Nam nói, e là Tiêu Chính Văn đã gặp phải đối thủ mạnh nhất rồi. Tiêu Long quay đầu lại nhìn Hạo Thiên nói, Sáng Thế, Tiêu Chính Văn nó, cứ đợi đi, nói rồi Sáng Thế Hạo Thiên nhắm mắt lại. Lúc này khí tức của Pháp Thiên và Đồ Thiên lại dâng lên, chia ra làm hai bên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, thời gian làm nóng người đã hết, đã đến lúc phân thắng bại rồi. Lúc này không gian quanh người Tiêu Chính Văn đều bị hai luồng khí tức đáng sợ chèn ép đến mức phát ra từng tiếng nứt vỡ như nổ tung. Chỉ thoáng chốc, bầu trời ngập tràn sắc đỏ như máu, ngay cả bầu trời cũng đỏ như muốn nhỏ ra máu, cả thú trên núi cũng bị khí tức đáng sợ này làm cho hoảng sợ nằm rạp xuống, run cầm cập. Lúc này rất nhiều ánh mắt đều đồng loạt nhìn về hướng tỉnh Nam, ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ quay về trong Âu Lục cũng chú ý đến động tĩnh ở Hoa Quốc. Đây quả là trận đánh của thần tiên. Còn không phải à, cuối cùng lần này cũng nhìn thấy thần tiên thật sự rồi. Hai, mong là vua Bắc Lương có thể thắng trận chiến này, nếu không, người bình thường sẽ gặp đại nạn. Hiện tượng thiên nhiên ngay lúc này cực kỳ đáng sợ, ngập trời là những đám mây màu đỏ như thể thú dữ có thể há miệng và có thể nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào.
Lúc này Pháp Thiên và Đồ Thiên kiêu ngạo đứng đó, trong tay hai người lần lượt xuất hiện thêm một thanh kiếm màu đỏ máu và một con dao đồ tể. Pháp Thiên hừ một tiếng, sau đó vung kiếm lên, chỉ cần là những nơi kiếm khí quét qua thì ngay cả núi cao cũng bị chém thành đất bằng. Trên mép kiếm màu đỏ đó chứa sức mạnh bí ẩn, cho dù là không khí hay vạn vật trên thế gian đều lập tức tan vỡ khi tiếp xúc. Sức mạnh này quá là đáng sợ, thậm chí trời đất và núi sông này cũng sắp không chịu được. Kiếm khí vừa đánh ra, cơ thể Pháp Thiên cũng động đậy theo, vung thanh kiếm màu đỏ trong tay lên như thể đang đuổi theo sao trăng, uy thế không gì có thể cản được. Đây mới là thực lực mà nhân vương cấp 6 nên có, dù Tiêu Chính Văn có tố chất hơn người thì cuối cùng kiến thức cũng quá nông cạn. Tôi muốn xem cậu đỡ một đòn này thế nào, Bạch Chiến Sinh chắp hai tay sau lưng, cười nhạo nói. Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đòn tấn công này, thậm chí trong kiếm khí của Pháp Thiên còn chứa một uy lực khó mà đoán được. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng không nương tay, một điểm sáng màu bạc sáng rực lên trong bàn tay anh, con dao quân đội năm cạnh xuất hiện trong tay anh. Cùng lúc vung con dao quân đội năm cạnh ra, cơ thể Tiêu Chính Văn cũng động đậy theo, cứ như lá vàng rơi trong cơn gió mùa thu, tùy ý nhảy múa trong khí tức hỗn loạn. Khí lực cuồn cuộn đang dâng trào trong không trung, còn Tiêu Chính Văn lại như một chiếc thuyền cô độc giữa đại dương mênh mông, mỗi lần đều có thể đi xuyên qua trong sự hỗn loạn của khí lực. Hả, thấy thế Pháp Thiên không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ông ta cũng đã sống mấy trăm năm, có dạng đối thủ nào mà ông ta chưa từng gặp đâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó đối phó như Tiêu Chính Văn. Thấy chỉ thoáng chốc Tiêu Chính Văn đã kéo giãn khoảng cách với Pháp Thiên. Pháp Thiên lần nữa cầm chặt kiếm, sau đó lao lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm cực lớn màu đỏ chém ngang trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn thanh kiếm lớn màu đỏ đó, cả người hơi nghiêng sang một bên vừa lúc dán sát vào thân kiếm, xuyên qua từ trong khe hở. Hừ, cậu đi đâu? Pháp Thiên hừ một tiếng, sau đó vung tay lên chém thêm một kiếm. Lúc này Tiêu Chính Văn đã bị ép vào đường cùng, lại không có đường lui. Thấy thanh kiếm lại chém ngang về phía mình, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, sau đó giơ một tay lên, con dao quân đội năm cạnh lại bay ra. Chàng trai, tôi cũng đang đợi chiêu này của cậu đây. Ánh mắt Đồ Thiên lóe lên, sau đó con dao dài trong tay vung lên, chém vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn với góc cực kỳ hiểm hóc. Keng, ngay khi con dao dài chích huyết sắp đánh vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn bỗng có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên trước ngực Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ bay ra, đỡ lấy đòn tấn công của Pháp Thiên. Tiêu Chính Văn cũng theo đó liên tiếp lùi về sau mười mấy bước, mượn thế để kéo dài khoảng cách với Pháp Thiên. Pháp Thiên để thanh kiếm dài màu đỏ sau lưng, kiêu ngạo đứng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Con dao dài chích huyết của Đồ Thiên có đao pháp rất tuyệt diệu, không chỉ cực kỳ hung mãnh mà còn huyền bí, chỉ một chiêu đã khiến Tiêu Chính Văn rơi vào thế yếu. Hai người bắt tay lại đánh thì dù là cao thủ nhân vương cấp 7 cũng phải chịu thua, huống gì là Tiêu Chính Văn. Dù sức chiến đấu của cậu đáng kinh ngạc đến đâu thì có thể làm được gì. Bây giờ cậu còn có mấy phần thắng? Không có trận pháp không gian, cậu nghĩ mình có thể nói đến việc chiếm hời trước mặt bọn tôi à? Thật ra họ vẫn luôn âm thầm điều tra Tiêu Chính Văn, điều khiến họ kiêng dè nhất thật ra là trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn. Nhưng cho dù trận pháp không gian có tuyệt diệu đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là một loại trận pháp phòng vệ mà thôi. Chỉ cần hai bên ra tay đánh nhau, uy lực của trận pháp không gian có thể bị tiêu hao. Vậy thì sau đó sẽ giao đấu về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ thuật chiến đấu, tuổi của hai người họ đã thêm một con số không phía sau, lớn gấp mấy lần Tiêu Chính Văn. Hơn nữa ở ngoài lãnh thổ ngày nào cũng đều lớn lên trong các chiến trường anh chết tôi sống. Họ sẽ thua Tiêu Chính Văn về mặt này sao? Hơn nữa lúc ở ngoài lãnh thổ, hai người họ gần như là sự tồn tại tương đương với vô địch, dù là trụ cột trung lưu trong các thế lực lớn cũng phải lùi bước khi gặp hai người. Tiêu Chính Văn cười khẩy, khẽ gật đầu nói, xem ra các ông vẫn rất có lòng, nhưng có thể phải khiến các ông thất vọng rồi. Vừa dứt lời một tiếng rồng gầm vang vọng khắp đất trời. Ba con rồng lớn lần lượt xuất hiện hai bên Tiêu Chính Văn. Một con rồng vàng bay lên trên rồi lại lao xuống. Ngẩng đầu lên nhìn con rồng vàng đang lao về phía mình, Pháp Thiên cười khẩy nói, chút kỹ xảo đơn giản này đã dùng một lần thì mất hiệu quả rồi.
Cậu nghĩ bọn tôi giống mấy kẻ vô dụng trước đây cậu gặp sao? Cậu ngây thơ quá đấy. Cùng lúc đó Chu Trấn Long đứng ở Long Kinh xa xôi nhíu chặt mày. Mặc dù rất khó để đoán được sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn, nhưng đòn tấn công này lại không phải đánh trúng đám người Pháp Thiên. Dù sao họ cũng đã trải qua biết bao trận chiến, hơn nữa mỗi trận đều là đại chiến sinh tử. Tuyệt đối không phải là người mà đóa hoa trưởng thành trong nhà kính như Tư Mã Minh Húc có thể so sánh. Đối với cao thủ, chiêu thức giống nhau, đã sử dụng một lần thì đã mất đi tác dụng, nhất là những cao thủ như Pháp Thiên và Đồ Thiên. Mà dù con rồng Tiêu Chính Văn biến ra có lợi hại thế nào cũng không phải là rồng thật. Chúng ta ra tay giúp không? Lý Chính Đạo quay sang nhìn Chu Trấn Long nói. Mặc dù sức chiến đấu của hai người chưa chắc đã cao hơn Pháp Thiên và Đồ Thiên, nhưng thế lực đằng sau họ lại đủ để uy hiếp được hai người kia. Nếu nhà họ Lý và nhà họ Chu cùng ra mặt bảo vệ Tiêu Chính Văn thì ngay cả lãnh đạo cấp cao của huyết tộc cũng phải suy xét lại, Pháp Thiên và Đồ Thiên càng không dám tự ý quyết định trở mặt với nhà họ Lý và nhà họ Chu. Không, nếu chúng ta xuất hiện, mặc dù bên phía huyết tộc sẽ nể mặt, nhưng chắc chắn sẽ đưa ra các điều kiện khắc nghiệt với hai nhà chúng ta, đến lúc đó tôi và ông biết giải thích thế nào với gia tộc. Dù ông là thế tử nhưng dù sao cũng không phải là gia chủ. Địa vị của huyết tộc khá đặc biệt, bây giờ lại là thời điểm vô cùng nhạy cảm, tôi và ông tốt nhất đừng nên ra mặt thì hơn. Hơn nữa, không chỉ có chúng ta để tâm đến chuyện này, tôi chắc một lát nữa sẽ có người đứng ra mà thôi. Chu Trấn Long trầm ngâm hồi lâu mới trầm giọng nói. Chỉ là Chu Trấn Long vẫn chưa nói hết nửa câu sau, đó là Tiêu Chính Văn bắt buộc phải giết chết hai người kia trong trận chiến này, nếu không thứ đang đợi Tiêu Chính Văn trong tương lai chính là vô vàn rối rắc. Nhìn thấy sức chiến đấu cực hạn của Tiêu Chính Văn, dĩ nhiên các thế lực lớn sẽ bóp nắn Tiêu Chính Văn trong lòng bàn tay, đến lúc đó Tiêu Chính Văn nào còn đường sống nữa. Chỉ có khi tiềm lực của một mình vô hạn mới có cơ hội vô hạn. Có thể nói lúc này một mình Tiêu Chính Văn vừa đấu trí vừa đấu dũng với các thế lực lớn, thế nên anh không thể thất bại, lý trí không thể xuất hiện hai từ thất bại, nếu không nhỡ đi sai một bước thì sẽ không còn cách cứu vãn. Tiêu Chính Văn, đỡ một kiếm của tôi đi. Pháp Thiên nói rồi, thanh kiếm dài màu đỏ trong tay lại chém ra một nhát. Lúc này khắp cả trời đất đều đổi màu, hư không cũng đang rung chuyển. Tiêu Chính Văn tiện tay đâm một giáo ra, va chạm với thanh kiếm dài màu đỏ của Pháp Thiên. Sóng khí cực mạnh khiến Tiêu Chính Văn phải lùi về sau mấy bước, còn Pháp Thiên lại không hề động đậy. Tiêu Chính Văn, xem ra chẳng qua cậu cũng chỉ có thế, Pháp Thiên cười nhạo, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ dựa vào cậu mà cũng dám xem thường huyết tộc tôi sao? Cậu còn quá trẻ, tự cho rằng đánh chém chết mấy người đồng trang lứa là cậu có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Đúng là ngây thơ. Hôm nay bọn tôi sẽ lấy máu của cậu tế thanh kiếm trong tay tôi. Nói rồi mái tóc dài của Pháp Thiên tung bay, vầng sáng màu đỏ trong tay lập tức lao đến. Bùm, vô số sấm chớp đỏ rực giáng xuống một cách mạnh mẽ, uy thế áp đảo khắp nơi, không gian giữa trời và đất dường như bị biến dạng bởi sức mạnh ngút trời này. Giờ phút này, hầu tước Pháp Thiên như một sát thần giáng thế, mỗi cú đánh lại càng vô song. Sức mạnh khủng khiếp đó như thủy triều tấn công Tiêu Chính Văn hết đợt này tới đợt khác. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị chấn động bay xa hơn 100 mét khi chống đỡ đòn của hầu tước Pháp Thiên. Lúc này, hầu tước Đồ Thiên đứng ngạo nghễ, cầm sẵn con dao trong tay, đứng đợi ở phía sau Tiêu Chính Văn từ lâu. Ngay cả không khí xung quanh Tiêu Chính Văn như bị rút sạch, khoảng không xung quanh anh mấy mét đều bị sụp đổ. Chẳng lẽ trình độ của cậu chỉ có thế thôi sao? Hãy để tôi xem năng lực thực sự của cậu như thế nào đi, Pháp Thiên hừ một tiếng, thanh kiếm đỏ rực trên tay nhanh như chớp, chém về phía Tiêu Chính Văn lần nữa. Ánh sáng lạnh lẽo màu máu để lại từng cảnh tượng tàn khốc, nhanh đến nỗi khiến người khác không kịp nhìn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại lần nữa va chạm vào thanh kiếm màu máu của Pháp Thiên, khoảng hư không xung quanh còn xuất hiện những vết nứt. Trong khi đó, mặt đất bên dưới cũng bị nứt thành một khe rãnh dài chục dặm, có độ sâu mấy mét. Sức phá hoại kinh khủng này đã vượt xa bom nguyên tử. Không có sự bảo vệ của trận pháp không gian, cậu thật sự quá yếu đấy. Không ngờ, đám người Lục Tiểu Thiến lại chết trong tay cậu, Tư Mã Minh Húc thân là người xuất sắc trong thế hệ trẻ lại có thể bị cậu ép chết. Xem ra bọn họ cũng chỉ có thế. Vào lúc này, cả người Tiêu Chính Văn bị đã bị bao vây bởi hai đám mây đỏ như máu,
dường như chỉ có sức chống đỡ, mà không có sức đánh trả. Ngay sau đó, Đồ Thiên cũng giơ dao ra chém. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy vô số ánh kiếm, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp bốn phía. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã đánh với Đồ Thiên hơn trăm chiêu. Để tôi xem cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đồ Thiên càng đánh càng hăng, đường kiếm lợi hại đến mức như thể một đòn tiếp theo sẽ giết chết Tiêu Chính Văn. Nhưng cho dù đường kiếm của ông ta có lợi hại đến đâu, ra đòn nhanh đến cỡ nào, thì vẫn cách xa Tiêu Chính Văn khoảng nửa tấc, hoàn toàn không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Hai, e rằng Tiêu Chính Văn sẽ thua, ngay từ đầu, cậu ta không nên khiêu chiến hai hầu tước của huyết tộc. Bây giờ, ngay cả chúng ta cũng phải chết chung với cậu ta. Khổng Vạn Thắng không cam lòng nổi giận mắng. Sự việc đã đến nước này, chỉ cần Đồ Thiên và Pháp Thiên giết được Tiêu Chính Văn, thì hai người họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để Hoa Quốc máu chảy thành sông. Đến lúc đó, nhà họ Khổng bọn họ cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Còn về đám thường dân của Hoa Quốc chắc chắn sẽ khó thoát được kiếp nạn này. Bây giờ các người còn tin Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ các người nữa không? Nếu không phải cậu ta chọc giận huyết tộc, thì các người sẽ không rơi vào tai họa ngập đầu này. Giọng của Khổng Vạn Thắng vang dội cả toàn bộ Hoa Quốc. Hừ, tất cả những tai họa này đều do một mình Tiêu Chính Văn gây ra, bây giờ không những chúng ta bị liên lụy, mà những người bình thường như các người cũng sẽ bị cậu ta hại đến nhà tan cửa nát. Bây giờ, các người nói cho tôi biết, ai mới thật sự là sao chổi. Ngụy Nguyên Cát trợn mắt tức giận đến nỗi khóe mắt sắp nứt ra. Mới vừa rồi, Ngụy Nguyên Cát đã thử liên lạc với nhà họ Ngụy ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng đáng tiếc, liên lạc trong vòng trăm dặm đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nói cách khác, thế giới bên này đã hoàn toàn mất liên lạc với giới bên ngoài, cho dù là Bạch Chiến Sinh cũng không thể mời cao thủ của vùng ngoài lãnh thổ can thiệp vào chuyện này nữa. Đáng lẽ ra lần trước, cao thủ của cảnh giới Nhân Hoàng ra mặt, đã dập tắt được sóng gió. Mọi người đều có thể sống yên ổn, nhưng Tiêu Chính Văn lại cứ tiếp tục gây sự, lần này đã hoàn toàn chọc giận huyết tộc. Hừ, theo tôi thấy, thằng Tiêu Chính Văn này thật sự chết không đáng tiếc. Cậu ta đang muốn kéo hết hàng tỷ người của Hoa Quốc chôn theo cậu ta. Người này thật quá hiểm độc, Khổng Vạn Thắng chỉ vào Tiêu Chính Văn nổi giận mắng. Cho dù cậu có sức chiến đấu đáng sợ, có kỹ năng tuyệt vời, nhưng cậu vẫn cần đánh giá lại trọng lượng của mình. Chỉ với cảnh giới Nhân Vương cấp 5 mà công khai khiêu chiến với cao thủ Nhân Vương cấp 6, còn khiêu chiến cùng lúc hai người, làm như vậy không phải đang tự chuốc khổ vào thân sao? Hơn nữa, cũng không ai làm ngược đời như Tiêu Chính Văn. Hai, Tiêu Chính Văn chắc sẽ chết trong vòng trăm đòn dưới tay của hai người họ thôi, Bạch Chiến Sinh thở dài một hơi, lại nhìn thoáng qua những người của nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy. Vào lúc này, mặc dù trong lòng ông ta muốn dẫn theo mọi người rời khỏi đây, nhưng cho đến lúc nãy ông ta mới phát hiện ra, trời đất bên này đã bị ai đó bày ra đại trận, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Nếu không phải do cậu tự đánh giá mình quá cao, những người này sẽ không chết vì cậu, cho dù chết, cậu cũng khó đòi lại công lý. Cậu và người nhà của cậu, đừng ai hòng sống sót. Bạch Chiến Sinh nghiến răng tức giận mắng với giọng lạnh lùng. Tai họa do Tiêu Chính Văn gây ra, đã hủy diệt mấy thế lực của một số thế gia lớn trong thế tục. Chắc chắn sẽ dẫn đến sự báo thù vô nhân tính, cho dù bản thân Tiêu Chính Văn có chết trận, những họ hàng thân thích của anh cũng khó thoát khỏi cái chết. So với Bạch Chiến Sinh, thì Khổng Vạn Thắng đã căm ghét Tiêu Chính Văn từ lâu, nếu không phải Tiêu Chính Văn lo chuyện bao đồng, thì sao lại có nhiều rắc rối như vậy? Nhà họ Khổng nắm quyền ở tỉnh phía Nam, thực lực của bọn họ đã lớn mạnh đến mức có thể quản lý mọi thứ trong tầm tay. Nhìn thấy tương lai tươi sáng cứ thế bị hủy diệt. Khổng Vạn Thắng suýt cắn nát răng quai hàm. Còn những lời bàn tán của mọi người không hề ảnh hưởng chút nào đến trận chiến. Cả hai người Pháp Thiên và Đồ Thiên đã hợp lực để giết Tiêu Chính Văn. Nhưng cũng vào lúc này, một thanh niên có khuôn mặt như hoa bước đến ngay dưới chiến trường, không ai biết anh ta làm cách nào phá được kết giới to lớn kia. Lại càng không ai biết được, anh ta đến từ đâu, tên họ là gì. Người thanh niên chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Pháp Thiên và Đồ Thiên đang đánh nhau kịch liệt với Tiêu Chính Văn trên không trung. Vào lúc này, một luồng sáng lóe lên trong tay anh ta, rõ ràng anh ta đang định ra tay với Pháp Thiên và Đồ Thiên. Ngay khi người thanh niên vừa định ra tay, Tiêu Chính Văn bỗng lui ra xa vài chục bước, hờ hững nhìn về phía Pháp Thiên và Đồ Thiên nói, phần khởi động chính thức kết thúc rồi. Cái gì?
Khởi động ư? Pháp Thiên nghe vậy, không khỏi tức giận, ông ta vung kiếm lên chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng lần này Tiêu Chính Văn giơ tay trái lên một cách điềm tĩnh, một luồng khí tức màu tím phóng ra từ những kẽ ngón tay của anh. Đinh, Tiêu Chính Văn chỉ dùng hai ngón tay đã có thể nắm lấy thanh kiếm dài màu đỏ của Pháp Thiên. Khí tức đáng sợ đó đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc. Dù Pháp Thiên có dùng sức thế nào đi nữa, cũng không thể giật được chuôi kiếm đỏ rực. Điều này sao có thể? Pháp Thiên lập tức cảm thấy không ổn, quay đầu nói với Đồ Thiên, không ổn. Tiêu Chính Văn có điều khác thường. Thật ra, Tiêu Chính Văn và bọn họ đã vừa đánh vừa lùi, vô thức đã tới chân núi Côn Luân. Đồ Thiên vừa quay đầu nhìn, đã thấy Lôi Hải Côn Luân vô biên. Lôi Hải Côn Luân lúc này đã có sự thay đổi một trời một vực so với khi Tiêu Chính Văn bước vào đây. Đừng nói là cảnh giới nhân vương, cho dù là cảnh giới nhân hoàng đi vào trong, cũng sẽ lập tức bị đánh tan thành mây khói. Uy lực vô tận đó, như thể muốn nói với tất cả mọi người về vinh quang một thời của Đế Tuấn. Cậu ta muốn dụ chúng ta vào Lôi Hải. Đồ Thiên nghiến răng nói. Hừ, nằm mơ đi. Ông và tôi, hai chúng ta cùng ra tay giết chết Tiêu Chính Văn ở đây đi. Vừa dứt lời, Pháp Thiên cố hết sức giật lấy thanh kiếm dài, nhưng cho dù ông ta cố gắng thế nào đi nữa, thì thanh kiếm dài màu đỏ dường như đang bén rễ trong tay Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Giết tôi sao? Các người xứng đáng sao? Giữ các người lại, là để xem Lôi Hải Côn Luân rốt cuộc đã tiến xa đến mức nào thôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng. Thật ra từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn chưa từng sử dụng đến nguyên khí, càng chưa dốc hết sức. Thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn vẫn luôn nghiên cứu Gò Đất Côn Đảo, anh nhớ rất rõ, Nhạc Trung Kỳ đã từng nói với anh, lăng mộ của Đế Tuấn đang cất giấu một bí mật vô cùng lớn. Chẳng qua là Tiêu Chính Văn nhất thời không thể dành thời gian đi tìm hiểu. Nhưng đợi đến lúc Tiêu Chính Văn đi vào Gò Đất Côn Luân thì Lôi Hải Côn Luân đã hoàn toàn thay đổi. Khí tức đó đủ để hủy diệt trời đất, với năng lực hiện nay của Tiêu Chính Văn cũng không thể suy đoán được uy lực của Lôi Hải này. Cũng đành phải lợi dụng Pháp Thiên và Đồ Thiên để thử nghiệm. Nhìn thấy luồng khí tím quấn quanh Tiêu Chính Văn, Pháp Thiên không khỏi sợ hãi nói, không ngờ cậu lại là, xem như ông đoán đúng, nhưng không có thưởng. Tiêu Chính Văn cười khẩy, khí tức xung quanh anh bỗng nhiên thay đổi. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn tỏa ra khí tức tím. Sức mạnh cuồng bạo như đại dương mênh mông. Với cú đấm vô song của anh, biểu cảm của Pháp Thiên chợt thay đổi. Lúc Tiêu Chính Văn ra tay, Pháp Thiên cũng rút thanh kiếm đỏ ra, nhìn thấy cú đấm không thể cản phá của Tiêu Chính Văn phóng tới, Pháp Thiên vội vàng nâng kiếm lên chặn lại. Nhưng khi cú đấm sắt đá của Tiêu Chính Văn chạm vào thanh kiếm đỏ, nó lập tức vỡ tan. Pháp Thiên thậm chí còn không kịp ngạc nhiên, theo bản năng, nâng nắm đấm lên chống đỡ. Giác, chỉ một cú va chạm nhẹ với nắm đấm sắt đá của Tiêu Chính Văn, cánh tay của Pháp Thiên đã gãy lìa. Chỉ với một cú đấm, Pháp Thiên đã tái xanh mặt mũi, Đồ Thiên bên cạnh cũng sững sờ, ông ta không thể ngờ lúc nãy Tiêu Chính Văn vẫn đang bị chèn ép, vậy mà đã xoay chuyển tình thế trong nháy mắt. Hơn nữa, chỉ với một cú đấm, đã có thể đánh gãy cánh tay của Pháp Thiên. Pháp Thiên là cao thủ nhân vương cấp 6. Khả năng kiểm soát sức mạnh của ông ta cao hơn nhiều so với nhân vương cấp 5 như Tiêu Chính Văn, cho dù có thua thì cũng không thể bị đánh gãy tay được. Cho dù Tiêu Chính Văn dùng kiếm chém thì cũng chưa chắc đã chặt gãy được cánh tay của Pháp Thiên. Nhưng lúc này, một cú đấm của Tiêu Chính Văn đã đánh gãy cánh tay của Pháp Thiên. Điều này khiến Đồ Thiên không tin vào mắt mình. Đặc biệt là bản thân Pháp Thiên, nhìn cánh tay mình với vẻ không thể tin nổi. Lúc này, từ vai đến cổ tay của ông ta đã bị gãy thành ba mảnh, xương cốt lộ ra. A, Pháp Thiên nhẫn nhịn cơn đau, đau đớn khẽ gầm lên. Cho dù là cao thủ nhân vương, nhưng cơn đau từ cánh tay bị gãy cũng khiến ông ta kêu lên đau đớn. Lúc này, hầu như mọi ánh mắt đều đang tập trung vào Côn Luân, không ai tin vào mắt mình. Sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời, dưới ánh sét, cả người Pháp Thiên bê bết máu khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mặc dù tay đã bị gãy, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Pháp Thiên vô cùng phong phú. Nếu bây giờ ông ta rút lui thì sẽ càng chết nhanh hơn. Nghĩ vậy, ông ta cố gắng chịu đựng cơn đau, vung cánh tay còn lại lên, đấm vào ngực Tiêu Chính Văn. Cú đấm này có thể san bằng cả một ngọn núi.
Đây chính là sức mạnh đáng sợ của nhân vương cấp 6. Nếu đổi lại là người khác, thì chắc chắn sẽ thua thảm hại trước cú đấm của Pháp Thiên. Nhưng đáng tiếc người ông ta gặp lại là Tiêu Chính Văn, giữa nguyên khí và chân khí có sự khác biệt, sức mạnh của ông ta làm sao có thể so sánh với nguyên khí của Tiêu Chính Văn. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập khí tức tím, sức mạnh cuồng bạo như thủy triều, hướng về phía Pháp Thiên. Bùm, hai nắm đấm chạm vào nhau, tạo ra trận nổ lớn. Cơ thể Pháp Thiên bay ngược ra sau, cả cánh tay phát ra tiếng nứt gãy, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Pháp Thiên. Ngay sau đó, trước mặt Pháp Thiên xuất hiện một gợn sóng, một vầng hào quang đáng sợ tỏa ra, trong bán kính mấy nghìn km, toàn bộ cây cối núi non đều biến thành đống đổ nát. Thấy vậy, Đồ Thiên vội vàng vung thanh đao chích huyết trong tay lên, một luồng ánh sáng đỏ rực từ cửu thiên vây quanh lấy Tiêu Chính Văn. Luồng ánh sáng đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, giống như đao trời chém xuống. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn thanh đao trên đầu, vừa định tránh né thì Đồ Thiên đã phất tay, một luồng sáng đỏ đã bao phủ Tiêu Chính Văn. Lúc này, không khí xung quanh Tiêu Chính Văn đông cứng lại, cả người không thể di chuyển được, như thể đã bị trói bởi một sợi dây vô hình. Thanh đao đỏ máu đem theo tiếng sấm dữ dội, như được tiếp thêm uy lực trời đấy, phóng thẳng về phía đầu Tiêu Chính Văn. Cậu ta đã vượt qua cấp bậc chân khí rồi, mau chóng giết cậu ta đi, nếu không chúng ta sẽ chết. Nhân cơ hội này, Pháp Thiên lùi ra sau 100 mét, hét lớn với Đồ Thiên. Khí tức tím quanh người Tiêu Chính Văn vô cùng kỳ lạ, dường như có sinh khí vô hạn, lại mang theo uy lực vô song, đây là lần đầu tiên Pháp Thiên gặp tình huống này. Chỉ có một lời giải thích cho điều này, đó là Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được khí tức cao hơn cả chân khí, nên mới có thể diễn hóa thần long một cách thuận lợi, thậm chí còn có thể diễn hóa đường sinh tử. Thì ra là vậy, chẳng trách cậu ta không chịu dùng hết toàn lực. Ánh mắt Đồ Thiên lộ ra chút sợ hãi. Theo lẽ thường, cảnh giới nhân vương nhiều nhất có thể lĩnh hội cấp bậc chân khí, sau khi đạt cảnh giới nhân hoàng mới có thể giác lĩnh ngộ được cấp bậc cao hơn. Nhưng Tiêu Chính Văn đã vượt qua được quy luật này. Khi ở nhân vương cấp 5, anh đã lĩnh ngộ được cấp bậc cao hơn, nói cách khác, Tiêu Chính Văn có thể giao đấu với bọn họ. Sự cách biệt trong đó đã không còn được lấp đầy bằng cảnh giới. Nếu chuyện này truyền ra vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ bị coi là quái vật, sẽ bị vô số nhân vật lớn bắt về nghiên cứu, thậm chí còn ép Tiêu Chính Văn phải tiết lộ tất cả bí mật. Muốn gài bẫy tôi ư? Ông xứng sao? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn thiên đao sắp rơi xuống, anh gầm lớn, luồng khí tức tím phóng ra, nghênh đón thiên đao. Cùng lúc đó, không khí giam cầm Tiêu Chính Văn nổ tung, sắc mặt Đồ Thiên thay đổi, sau đó, tay cầm đao nổ tung. Trong phút chốc, một cánh tay của Đồ Thiên đã hóa thành xương máu. Cậu thật sự có thể phá vỡ thiên địa Lao Lung ư, Đồ Thiên kinh hãi nói. Thiên đại Lao Lung là trận pháp tinh hoa nhất mà Đồ Thiên đã học. Trong hơn 100 năm nay, ông ta đã bất khả chiến bại chỉ bằng trận pháp này. Cho dù đối mặt với cao thủ có cảnh giới cao hơn ông ta thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Chính Văn rõ ràng đã bị ông ta nhốt trong đại trận, nhưng vẫn có thể tự do di chuyển, thậm chí còn chặt đứt cánh tay ông ta, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta hãy liên thủ, dùng huyết ma đại trận giết cậu ta, tôi không tin cậu ta còn có thể trốn thoát, lúc này, Pháp Thiên trừng mắt nói. Bây giờ không phải ông ta và Đồ Thiên đang vây giết Tiêu Chính Văn nữa, mà là một mình Tiêu Chính Văn đang đuổi giết hai người họ. Trong thời khắc sinh tử, Pháp Thiên không còn quan tâm nhiều nữa, huyết ma đại trận là trận pháp đặc biệt thần bí nhất của huyết tộc, cũng chỉ có huyết tộc sử dụng được. Hơn nữa, nó luôn được liệt vào danh sách thuật cấm của nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng bây giờ, rơi vào tình thế đe dọa đến tính mạng. Bọn họ không còn quan tâm đến bất kỳ lệnh cấm nào nữa, lúc này, bảo toàn tính mạng mới là ưu tiên hàng đầu. Khí thế của Đồ Thiên và Pháp Thiên đột nhiên tỏa ra, xương máu từ trong cơ thể bắn ra, trong phạm vi vài km, tất cả đều bị xương máu bao phủ. Tất cả vật sống trong vài km đều bị hút hết sinh khí ngay lập tức. Vô số yêu thú còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, đã biến thành xương trắng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn cảnh tượng xung quanh. Nhếch môi mỉa mai. So tài hút sinh khí với anh cơ à? Trong giây tiếp theo, hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xoay tròn nhanh chóng.
vô số sinh khí từ trong xương máu phóng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, tất cả đều là do cậu ép chúng tôi. Pháp Thiên gầm lớn, vùng xương máu không ngừng mở rộng, nhanh chóng lan đến ngôi làng dưới chân núi Côn Luân. Đến lúc đó, không chỉ dã thú trên núi chết mà tất cả sinh linh bị xương máu bao phủ đều sẽ chết. Sao các người lại ngu dốt đến vậy chứ? Sinh tử luân hồi, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể cướp sạch sinh khí. Tiêu Chính Văn lắc đầu thở dài. Hừ, sinh tử luân hồi, tôi muốn xem cậu luân hồi kiểu gì. Nói xong, sinh khí xung quanh Tiêu Chính Văn lại bị rút đi, trên mặt Pháp Thiên và Đồ Thiên cũng lộ vẻ đắc ý. Cho dù Tiêu Chính Văn mạnh đến cỡ nào, chỉ cần không còn sinh khí thì chỉ có thể chết thảm ở đây. Nhìn thấy sinh khí xung quanh Tiêu Chính Văn đã bị rút cạn, ngay cả núi non cây cối ở dưới chân anh đều đã sụp đổ, khô héo trong nháy mắt. Trên mặt Đồ Thiên nở nụ cười giễu cợt. Hừ, chết đến nơi rồi còn dám nói lời ngông cuồng. Cho dù cậu là thiên hạ vô song thì hôm nay cũng không thể thoát chết, Pháp Thiên và Đồ Thiên đồng thanh nói. Ngay khi Pháp Thiên và Đồ Thiên cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết chắc, hình thái cực dưới chân Tiêu Chính Văn bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển, lại lần nữa lao về phía Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả sinh khí xung quanh Pháp Thiên và Đồ Thiên cũng bị rút cạn. Thu. Tiêu Chính Văn nói, chỉ một chữ thu, tất cả sinh khí trong vòng mấy chục cây số đều lao về phía Tiêu Chính Văn với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hôm nay phải cho các ông mở mang tầm mắt. Nói rồi Tiêu Chính Văn chỉ tay một cái, chỉ thấy sao đầy trời bỗng nổi lên, trong đó có 9 ngôi sao sáng rực bất thường. Sao trời tỏa sáng, 9 ngôi sao trên trời dần hiện ra, ánh sáng khắp bầu trời, ngay cả ánh sáng trời trăng đều bị che khuất. Lúc này thậm chí ngay cả ngoài lãnh thổ cũng cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh này. Trong một tòa cung điện ở ngoài lãnh thổ, một ông cụ đang ngồi thiền bỗng mở mắt ra nhìn về hướng thế tục. Như thể ông ta muốn nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra ở Côn Luân bằng con đường đi đến thế tục. Mấy ngàn năm rồi, sáng thế hạo thiên lại làm được thật à? Ông lão thở dài, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này ngay cả Pháp Thiên và Đồ Thiên đều rùng mình. Vô số màn xương máu đó dường như lập tức biến mất không còn gì dưới ánh sáng của sao trời. 9 ánh sao đó cũng dần tụ lại rồi hòa cùng một chỗ với lôi hải Côn Luân. Lúc này cả dãy núi Côn Luân đều rung chuyển, như có một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ thời xa xưa đang thức tỉnh. Một màn chắn vô hình bao trùm lấy cả Côn Luân, sau khi sức mạnh khủng khiếp đó thức tỉnh, Pháp Thiên và Đồ Thiên cảm nhận rất rõ có một luồng sức mạnh cao lớn như núi cao đang đè ép trên đỉnh đầu hai người. Phụt, cuối cùng hai người cũng không chịu được nôn ra một ngụm máu lớn. Đây là chuyện gì? Lúc này hai người đều nhìn về phía gò đất Côn Luân có lịch sử lâu đời. Các ông cũng cảm nhận được rồi chứ? Nhưng tiếc là các ông sắp lên đường rồi. Tiêu Chính Văn nở nụ cười chế giễu với Pháp Thiên và Đồ Thiên. Sức mạnh bí ẩn đó như đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, chứa cả sự sợ hãi, tuyệt vọng và không cam lòng. Tiếng động lớn đó phát ra từ trong từng tấc đất của núi Côn Luân như thể đang tuyên bố gì với thế giới này. Không, không, lúc này cuối cùng Pháp Thiên cũng cảm thấy sợ hãi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát khiến nỗi sợ của ông ta càng tăng lên, đôi mắt vô thần nhìn lôi hải đáng sợ đó. Bốp, Tiêu Chính Văn đánh một cú vào mặt Pháp Thiên khiến ông ta rơi từ trên cao xuống. Đồ Thiên ở bên cạnh vừa xoay người định bỏ chạy lại bị Tiêu Chính Văn đánh trúng vào sau lưng. Ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết, nửa người Đồ Thiên lập tức nổ tung. Máu chảy dọc xuống theo vết thương của Đồ Thiên, nhưng lúc này ông ta lại không hề để tâm đến vết thương trên người mình. Chẳng phải các ông nói muốn khiến Tiêu Chính Văn tôi chết không nơi chôn thân sao? Nói rồi Tiêu Chính Văn lại đánh một cú vào người Đồ Thiên, chỉ nghe tiếng xương cốt gãy nát, cột sống của Đồ Thiên bị Tiêu Chính Văn đánh gãy. Cơ thể Đồ Thiên rơi xuống đập mạnh xuống chỗ Pháp Thiên. Lúc này Pháp Thiên vừa bò dậy lại bị Đồ Thiên đập vào người ngã xuống lần nữa. Chẳng phải các ông nói muốn giết hết tất cả bạn bè người thân của tôi sao? Bây giờ giết được một người tôi xem thử. Nói rồi Tiêu Chính Văn tiến một bước đến gần Pháp Thiên và Đồ Thiên, vươn tay ra túm lấy Pháp Thiên nhấc lên. Tiêu Chính Văn, bọn tôi thua thì thế nào? Cậu dám giết bọn tôi sao? Bọn tôi là cấp dưới của Đại Công Tước huyết tộc. Giết bọn tôi thì huyết tộc chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.
Dù thực lực của cậu mạnh nhưng cậu dám chống đối với cả huyết tộc sao? Cậu chỉ là một con kiến bé nhỏ trước mặt huyết tộc thôi. Pháp Thiên và Đồ Thiên cùng lúc phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Chuyện đã đến mức này, họ cũng chỉ có thể lấy con bài chủ chốt của mình ra. Thực lực của đại công tước huyết tộc cao đến mức nào, thậm chí đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn dám khiêu chiến với cao thủ cảnh giới nhân hoàng thật sao? Các ông không phải là người đầu tiên nói ra mấy lời này, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng tôi sẽ không để các ông chết dễ thế đâu. Thế chẳng phải phung phí của trời lắm sao? Nói rồi Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Lôi Hải Côn Luân. Trong Lôi Hải được vô số sấm chớp tạo thành như có một đôi mắt đang nhìn về phía bên này. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái với cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đó. Tiêu Chính Văn có thể chắc chắn chủ nhân của đôi mắt này là một người cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé với sức mạnh vĩ đại khủng khiếp này. Tiêu Chính Văn, cậu dám? Thấy Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lôi Hải Côn Luân, Pháp Thiên lập tức nghĩ đến một khả năng. Tiêu Chính Văn muốn vứt hai người họ vào trong Lôi Hải để làm vật thí nghiệm. Tại sao không sao, giết các ông chính là Lôi Hải Côn Luân chứ không phải Tiêu Chính Văn tôi, nếu đại công tước mà các ông nói muốn báo thù, hoàn toàn có thể đánh nhanh với chủ nhân của Lôi Hải này. Gì cơ, Tiêu Chính Văn, Đồ Thiên hoảng sợ mặt mày tái nhợt, lúc này lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cái chết cách ông ta gần đến thế. Lôi Hải Côn Luân, Gò Đất Côn Luân gần như là cấm địa của các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ. Sở dĩ có nhiều đại tài không dám đến gần một bước là vì Lôi Hải đáng sợ này có thể biến bất kỳ ai thành máu chỉ trong tích tắc. Bạch Khởi trước kia như thế nào, cuối cùng vẫn dừng bước ngay trước Lôi Hải. Trong truyền thuyết, nơi này càng là huyệt mộ của vị đế tuấn tài năng thời xưa kia. Đế tuấn từng chinh chiến và bất khả chiến bại khắp nơi, sao có thể là người mà đám cảnh giới nhân vương, nhân hoàng có thể so sánh được. Thậm chí đã không thể chứng minh được rốt cuộc thời gian Gò Đất Côn Luân tồn tại là bao lâu. Nhưng có thể đứng ở đây hàng chục ngàn năm đủ để chứng minh sự đáng sợ của nơi này, nếu không các đại tài từ xa xưa mạnh hơn Bạch Khởi đó đã lấy đi mọi bí mật bên trong này từ lâu rồi. Năm đó Hạng Vương vào nhầm Gò Đất Côn Luân, cũng gặp nguy hiểm mất một mạng, phải biết lúc đó Hạng Vương đã là cường giả đế cảnh rồi. Dù là thế cũng bị thương, nếu không phải được Long Thư Tướng cứu. E là Hạng Vương cũng sẽ chết ở nơi này. Càng đừng nói đến Bảo Pháp Thiên và Đồ Thiên trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải. Tiêu Chính Văn, chỉ cần cậu cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi tạc ơn nghĩa này. Hơn nữa bây giờ cậu đang chọc phải quá nhiều thế lực ở ngoài lãnh thổ, lẽ nào cậu không sợ đến lúc đó các thế lực đó sẽ tính sổ với cậu sao? Chỉ cần hai bọn tôi đại diện huyết tộc nói một câu cho cậu thì sẽ không ai dám động đến cậu nữa. Trong tình huống cấp bách, Pháp Thiên chỉ đành chịu thua cầu xin Tiêu Chính Văn. Kiến mà còn tham sống nữa huống gì là người, nhất là những người sống lâu mấy trăm năm tuổi như hai người họ càng biết rõ sinh mạng quý giá đến mức nào. Đối mặt với sinh tử, thể diện, đạo nghĩa gì đó đều là thứ vứt đi, chỉ có người còn sống mới có tư cách nói đến chúng. Tiêu Chính Văn, bọn tôi có thể đảm bảo chỉ cần cậu thả bọn tôi ra. Bọn tôi nhất định sẽ không truy cứu những gì cậu đã làm trước đó nữa. Hơn nữa hai người bọn tôi có thể đại diện huyết tộc, chúng tôi có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Đồ Thiên cũng lên tiếng cầu xin. Chỉ cần có thể sống, dù bảo họ làm trâu làm ngựa cho Tiêu Chính Văn, họ cũng cam lòng. Chỉ là họ đã đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá thấp Tiêu Chính Văn rồi. Cho dù huyết tộc lớn mạnh thế nào, nhưng suy cho cùng cũng là phe đối lập với thế tục. Hơn nữa Tiêu Chính Văn đã trải qua biết bao cuộc chiến, sao có thể không biết đạo lý thả hổ về rừng chứ? Xin lỗi, trước giờ tôi không có thiện cảm với huyết tộc, hơn nữa với tôi huyết tộc đã không có chữ tín nữa rồi, Tiêu Chính Văn cười khẩy. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn xách Pháp Thiên và Đồ Thiên lên, dùng sức ném một cái, hai bóng người lập tức bay vào trong Lôi Hải. Thoáng chốc tiếng sấm càng lớn hơn, vô số sấm chớp đánh xuống cả người Pháp Thiên và Đồ Thiên. Chỉ trong tích tắc, tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng chửi rủa của Pháp Thiên và Đồ Thiên ngừng lại. Ánh mắt Tiêu Chính Văn hơi co rụt, một tia sáng đỏ lướt qua trước mắt anh. Xem ra quả nhiên nơi này có biến. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Phải biết rằng Pháp Thiên và Đồ Thiên là cao thủ nhân vương cấp 6, nhưng lại không thể chống đỡ được dù chỉ một giây đã biến thành xương máu,
có thể thấy uy lực lôi hải côn luân đã không phải là thứ có thể so sánh với năm đó nữa. Xem ra trong gò đất lôi hải có bí mật lớn, Tiêu Chính Văn không khỏi cúi đầu trầm giọng lẩm bẩm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm núi Côn Luân, nhưng điều đáng tiếc là một màn sương mù dày đặc che mất tầm mắt của tất cả mọi người, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là sau khi một luồng khí tức đột ngột bùng nổ trong núi Côn Luân, tất cả mọi người đều nín thở tập trung chờ đợi kết quả của trận chiến này. Nhưng mọi thứ đã nhanh chóng yên bình trở lại, cũng có nghĩa là trận chiến này đã kết thúc. Vào lúc này, cho dù là Bạch Chiến Sinh hay người của năm đại danh sơn đều nín thở và căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn sương mù. Nếu Tiêu Chính Văn đánh thắng, đối với họ mà nói, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ tránh được tai họa lần này, còn nếu không, thì e rằng toàn bộ Hoa Quốc sẽ bị huyết tộc cho tắm máu. Sao rồi, Khổng Phi Nhĩ cầm ống giòm trên tay, nhìn về phía Côn Luân với vẻ mặt căng thẳng. Thật ra trong lòng cô ta vẫn hy vọng Tiêu Chính Văn sẽ chiến thắng, ít nhất trong trường hợp đó, nhà họ Khổng cũng tránh được mối họa kinh thiên động địa. Nhưng điều đó có thể sao? Trước đó, Tiêu Chính Văn vẫn luôn bị Pháp Thiên và Đồ Thiên đánh dồn. Suy cho cùng hai người đó là cao thủ nhân vương cấp 6, việc hy vọng Tiêu Chính Văn chiến thắng thật sự quá mong manh. Câu trả lời không cần nói đã đoán được rồi, một người thế tục nhỏ nhoi ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Sao có thể là đối thủ của Pháp Thiên và Đồ Thiên chứ? Khổng Vạn Thắng khẽ lắc đầu than thở. Không chỉ nhà họ Khổng, mà ngay cả Thiên Sơn cũng luôn chú ý tới chuyện này, Sở Hồng Thiên cũng nhìn chằm chằm về hướng Côn Luân với vẻ mặt căng thẳng. Bạch Chiến Sinh lại càng căng thẳng hơn, siết chặt nắm đấm, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt chờ mong, hy vọng anh có thể sống sót trở về. Mặc dù ông ta đã căm ghét Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn tốt hơn việc huyết tộc tàn sát Hoa Quốc, lấy đi bảo vật trong di tích Long tộc. Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ, với tình huống vừa rồi mà nói, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể sống sót trở ra. Suy cho cùng, thực lực giữa họ chênh lệch quá lớn, thậm chí Tiêu Chính Văn cũng không thể đỡ đòn của đối phương, trong tình huống bất lợi rõ ràng, nếu không có sự trợ giúp của người ngoài, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Trong chớp mắt, đã hơn mười mấy phút trôi qua, mà gò đất Côn Luân vẫn im thinh thích, dưới lớp sương mù dày đặc, vốn chẳng nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Không lẽ họ đã cùng hủy diệt rồi sao? Ngay lúc này, ai đó đột nhiên nói. Cùng hủy diệt sao? Ông cảm thấy có khả năng đó ư? Tiêu Chính Văn vẫn luôn bị áp đảo, cậu ta có tư cách gì mà chết chung với người ta chứ? Đúng vậy, dù sao đó cũng là hầu tước của huyết tộc, hơn nữa ai nấy cũng là nhân vật lớn có kinh nghiệm trăm trận, ai cho cậu ta cơ hội đó chứ? Lúc này, dư luận gần như nghiêng về một phía. Cho dù là Võ Tông hay năm đại danh sơn và cả các gia tộc lớn vùng ngoài lãnh thổ, gần như đều không ai coi trọng Tiêu Chính Văn. Hừ, theo tôi thấy, anh Tiêu nhất định sẽ thắng, nếu không, hai ma đầu kia, sớm đã xông ra ngoài tàn sát từ lâu rồi. Vào lúc này, một ông doanh nhân lớn tiếng nói. To gan, một doanh nhân bé nhỏ như ông lại dám ăn nói bậy bạ. Tiêu Chính Văn có tài cán gì chứ? Hai người đó là hầu tước của huyết tộc. Một mình cậu ta có thể địch nổi sao? Sắc mặt Khổng Vạn Thắng trầm xuống nhìn về phía ông lão giới kinh doanh, cùng lúc đó, một sức ép mạnh mẽ đã bao trùm qua đó. Thật ra với thân phận của ông ta, hoàn toàn không cần tính toán với một người bình thường, nhưng trong sự việc lần này của nhà họ Khổng đã tổn thất rất nặng. Gần một nửa cơ nghiệp của nhà họ Khổng ở thế tục đều bị hủy hoại trong chớp mắt, sao ông ta có thể cho phép người khác nói tốt cho Tiêu Chính Văn chứ? Lúc này ông ta hận không thể xé xác Tiêu Chính Văn ra thành trăm mảnh để trút giận. Nhưng trước sức ép kinh khủng của Khổng Vạn Thắng, ông lão giới kinh doanh không những không hề sợ, mà còn ngẩng đầu lên cười nhạo nói, ồ, loại ăn hại như nhà họ Khổng các ông không phải là đối thủ, thì người khác phải thua kém các ông sao? Hơn nữa, vua Bắc Lương đã chiến đấu trong cả cuộc đời mình, có bao giờ thất bại chứ? Mẹ kiếp, Khổng Vạn Thắng thậm chí bất chấp thân phận của mình. Mở miệng thốt ra câu thô tục, giọng quát tháo của ông ta vang khắp toàn bộ tỉnh Nam. Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Trước nay cậu ta có thể gặp giữ hóa lành là vì đối thủ vốn không phải hạng giỏi giang gì. Hai hầu tước Pháp Thiên và Đồ Thiên ở vùng ngoài lãnh thổ là một trong những người tài giỏi của huyết tộc, chỉ dựa vào Tiêu Chính Văn một tiểu bối không môn phái, không có truyền thừa nào, dựa vào đâu mà chiến đấu với hai hầu tước chứ? Đám dân đen như các người. Sao có thể biết được sự đáng sợ của Pháp Thiên và Đồ Thiên cơ chứ?
Khổng Vạn Thắng mắng với vẻ mặt tức giận. Thật nực cười, những hầu tước mà vua Bắc Lương giết trước đây, có ai không phải từ vùng ngoài lãnh thổ trở về hả? E rằng chỉ có trong mắt của những người vô tích sự nhà họ Khổng các ông, hai kẻ hầu tước kia mới là thiên hạ vô địch thôi. Nhà họ Khổng các ông thật sự đã đổi mới nguyên tắc đạo đức của con người rồi. Thà nói giúp lời cho hai kẻ giết người độc ác cũng không mong Tiêu Chính Văn tốt, trên thế giới, sao có một thế hệ không biết xấu hổ như các ông chứ? Thật sự bôi nhọ cho hai chữ con người. Phì, xí, ghê tởm, hỗn xược, ông dám sỉ nhục nhà họ Khổng tôi. Ông thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết ông sao? Khổng Vạn Thắng bị người khác chọc trúng điểm yếu của mình, nhất thời không kiềm chế được cơn giận, một chùm sáng trắng được tụ lại trong lòng bàn tay ông ta, ánh mắt hung hăng chừng lớn nhìn về phía ông lão giới kinh doanh. Nhưng ngay khi Khổng Vạn Thắng chuẩn bị tàn sát cả tòa cao ốc, nơi ông lão giới kinh doanh đang đứng, một bóng người vô cùng quen thuộc với ông ta từ từ bước ra từ màn sương mù dày đặc. Chùm sáng trắng trong lòng bàn tay ông ta cũng lập tức biến mất cùng lúc với bóng người vừa xuất hiện. Người bước ra từ trong sương mù dày đặc chẳng phải ai khác, chính là Tiêu Chính Văn. Lúc này, cho dù là người bình thường hay người của võ tông, ngay cả những người của huyết tộc đều lộ ra vẻ mặt không thể tin. Đây là chuyện không thể nào. Cậu ta thật sự đã giết hai cao thủ nhân vương cấp 6 sao? Bạch Chiến Sinh nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy hoảng sợ, khuôn mặt ông ta tràn đầy vẻ khó tin. Trong khi đó Ngụy Nguyên Cát và đám người nhà họ Khổng cũng sợ ngu người. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới nào rồi vậy? Sao có thể sống sót trở ra? Hầu tước Pháp Thiên và Đồ Thiên là cao thủ của huyết tộc mà. Người có cảnh giới như hai người họ, tuyệt đối không thể bại dưới tay Tiêu Chính Văn được. Không đúng, trên người Tiêu Chính Văn nhất định có bí mật. Lúc này, nhiều đệ tử của thế gia đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngược lại, người dân bình thường đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, trong mắt họ, khi vua Bắc Lương ra trận là bất khả chiến bại, cho dù ngay từ đầu Tiêu Chính Văn đã gặp bất lợi, những người thực sự lo lắng cho Tiêu Chính Văn cũng không nhiều. Trong quá khứ, tình huống này đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng có lần nào Tiêu Chính Văn không chuyển bại thành thắng. Lúc này, sắc mặt của Khổng Vạn Thắng u ám bất định, ông ta thầm nghiến răng, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn bước ra khỏi sương mù với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vào lúc này, tuy rằng tai họa diệt vong đã được loại bỏ, nhưng chiến thắng của Tiêu Chính Văn lại khiến bọn họ vô cùng bất an. Có thể nói, họ thà nhìn thấy một Tiêu Chính Văn bị thương nặng, hoặc một Tiêu Chính Văn sống dở chết dở. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm. Mà lần này, Tiêu Chính Văn không chỉ bình an vô sự, thậm chí còn không bị mất một sợi tóc nào, lại càng không hề bị thương. Ngay lập tức trong lòng của họ trở nên mất cân bằng, phải biết rằng toàn bộ võ tông đã bị tổn thất nặng nề trong vụ việc lần này. Chỉ có mình Tiêu Chính Văn là người được hưởng lợi, vừa loại bỏ được cao thủ của huyết tộc, lại khiến võ tông bị tổn thất nặng nề, khiến họ sống dở chết dở. Từ hôm nay trở đi, nếu huyết tộc dám tiến vào thôn làng và thành phố của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn tôi xin thề ở đây, bất kể là hàng chục hay hàng vạn cũng sẽ giết không thương tiếc. Giọng của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp Hoa Quốc như thể nó đến từ 9 tầng mây. Đám huyết tộc vốn đang chờ đợi sự trở lại của hai hầu tước, ngay lập tức giải tán. Dù sao hai vị hầu tước đều chết dưới tay Tiêu Chính Văn, sao bọn họ dám ở lại? Tôi thật sự không đoán ra được, sao Pháp Thiên và Đồ Thiên lại có thể bị Tiêu Chính Văn giết chết, lúc này Bạch Chiến Sinh lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng càng thêm khó chịu. Giờ phút này, chỉ cần Tiêu Chính Văn còn sống, đã trở thành mối đe dọa lớn cho bọn họ rồi. Càng không cần nhắc đến tốc độ tiến bộ đáng sợ của Tiêu Chính Văn, lại chính là mối họa ngầm đối với bọn họ. Xem ra, muốn giải quyết thằng Tiêu Chính Văn này, vẫn phải tốn rất nhiều sức lực đấy, sắc mặt Bạch Chiến Sinh trở nên u ám, đang suy nghĩ xem có nên báo cáo việc này với lãnh đạo cấp cao của đế vương các hay không. Dù sao mọi chuyện đều khác xa một trời một vực với những gì ông ta dự đoán, ngay cả ông ta cũng bị trúng kế của Tiêu Chính Văn. Có lẽ chỉ có lãnh đạo cấp cao của đế vương các mới có thể thu phục được thằng nhóc này. Ngay sau khi Tiêu Chính Văn trở về, ông cụ Quý là người đầu tiên chào đón anh, cúi chào Tiêu Chính Văn một cách kính cẩn, chúc mừng cậu Tiêu đã chiến thắng trở về. Không chỉ là ông cụ Quý ngay lập tức chạy đến chúc mừng Tiêu Chính Văn mà ngay cả Sở Hồng Thiên cũng chạy đến Long Kinh,
dù sao trận chiến này của Tiêu Chính Văn cũng là một trận vang danh. Cho dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục đều có nhận thức hoàn toàn mới về Tiêu Chính Văn. Dù trước đây rất nhiều tông môn võ tông đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn, giờ cũng đều bảo người đến chúc mừng. Mặc dù Bạch Chiến Sinh không muốn làm thế, nhưng dù sao Tiêu Chính Văn cũng có công lớn với Hoa Quốc nên ông ta cũng chỉ đành cử đại diện đến chúc mừng Tiêu Chính Văn chiến thắng trở về. Nhưng nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy và năm đại danh sơn lại không có động thái gì. Lúc này trong trang viên nhà họ Khổng, Khổng Phi Nhĩ lo lắng nói, tộc trưởng, có phải chúng ta cũng nên bảo người đến Long Kinh không? Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã lập công lớn với Hoa Quốc, huống gì Pháp Thiên và Đồ Thiên đến nhằm vào nhà họ Khổng, nếu không tỏ thái độ gì e là sẽ bị người đời chê cười. Nghe nói thế, Khổng Vạn Thắng hừ một tiếng rồi nói, hừ. Chuyện này vốn dĩ là Tiêu Chính Văn gài bẫy với nhà họ Khổng, lẽ nào còn muốn nhà họ Khổng đi cảm ơn cậu ta? Hơn nữa chuyện trong khách sạn đó đã chọc giận Tiêu Chính Văn rồi, nếu lúc này mà đến chẳng phải sẽ bị cậu ta chê cười sao? Khổng Phi Nhĩ lắc đầu nói, dù sao Tiêu Chính Văn cũng là vua Bắc Lương, dù nhà họ Khổng có làm gì không đúng, con tin anh ta cũng sẽ tha thứ, suy cho cùng nhà họ Khổng không đắc tội nổi với huyết tộc, anh ta cũng biết được điều này. Con còn quá trẻ, bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta đi nịnh nọt Tiêu Chính Văn. Con nghĩ trận chiến hôm nay của Tiêu Chính Văn đã rõ như ban ngày rồi sao? Nào có đơn giản như thế? Trước tiên không nói các gia tộc lớn quay về thế tục đều tổn thất nghiêm trọng vì hành động của cậu ta. Dù là huyết tộc cũng bị tổn thất hai nhân vật tầm cỡ cấp hầu tước, huyết tộc sẽ để yên sao? Con đừng xem thường huyết tộc quá, từ xưa đến nay có mấy người có thể chiếm lợi được từ huyết tộc đâu? Khổng Vạn Thắng cười khẩy nói. Nhưng hiện giờ cao thủ của huyết tộc cũng đều ở chiến trường ngoài lãnh thổ, ngay cả ngoài lãnh thổ cũng rất khó tìm được cao thủ có thể đánh với Tiêu Chính Văn, ít nhất trước mắt, Tiêu Chính Văn đang có sức mạnh vô hạn. Hơn nữa bây giờ nhà họ Khổng vẫn không thể tách biệt với anh ta, phải duy trì mối quan hệ giữa cả hai. Khổng Phi Nhĩ cố gắng giải thích. Ngay lúc này hai bóng người một già một trẻ cũng xuất hiện trong trang viên nhà họ Khổng. Ông Khổng nói không sai. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ nhất thời huênh hoang, nhưng không ra vẻ ta đây được mấy ngày đâu. Nói rồi Bạch Chiến Sinh và Ngụy Nguyên Cát một trước một sau đi vào sảnh lớn. Ông Bạch, tôi không hiểu mấy lời ông nói lắm, bây giờ còn ai có thể khống chế được Tiêu Chính Văn, Khổng Phi Nhĩ nhíu mày nói. Cho dù Tiêu Chính Văn lập mưu hay muốn bẫy nhà họ Khổng, nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn là đỉnh cao về sức chiến đấu ở thế tục, đây là sự thật không thể chối cãi. Bất kỳ một gia tộc hay tông môn nào muốn phát triển lớn mạnh hoặc muốn bình yên vô sự, hòa bình với giới chính trị Hoa Quốc thì phải vượt qua được cửa ải mang tên Tiêu Chính Văn này. Chúng tôi đã nhận được tin tức đáng tin cậy, bên phía huyết tộc sẽ không buông tha chuyện này, Tiêu Chính Văn quả thật quá đáng, trước tiên là giết Lục Tiểu Thiến, rồi liên tiếp giết Pháp Thiên và Đồ Thiên. Lẽ nào cậu ta còn nghĩ mình là chiến thần vô địch thiên hạ sao? Trước đó huyết tộc không so đo tính toán với cậu ta là nể tình cậu ta tuổi trẻ không hiểu biết, mà Lục Tiểu Thiến cũng hơi quá đáng trước, nhưng lần này từ đầu đến cuối đều do Tiêu Chính Văn lên kế hoạch. Trước tiên là giết bá tước của huyết tộc, chủ động khiêu khích gây chuyện, sau đó lại ra tay độc ác liên tiếp giết chết hai vị hầu tước, còn không cho phép huyết tộc đi vào thôn bản của Hoa Quốc, rõ ràng đang muốn đối đầu với cả huyết tộc. Mọi người nghĩ huyết tộc là bùn cát có thể tùy tiện bóp nắn sao? Ông Bạch cười khẩy, nở nụ cười đắc ý. Nghe thế, Khổng Phi Nhĩ sừng sốt, nhưng Bạch Chiến Sinh nói không sai, Tiêu Chính Văn quả thật đã vả mấy cái thật đau vào huyết tộc, dù là nhà họ Khổng khi gặp phải chuyện này cũng không thể tha cho Tiêu Chính Văn chứ đừng nói là huyết tộc. Nhưng, nhà họ Chu và nhà họ Lý đều đang âm thầm ủng hộ Tiêu Chính Văn, huyết tộc muốn truy cứu chuyện này e là không dễ dàng, Khổng Phi Nhĩ hơi ngờ vực nói. Nhà họ Chu, nhà họ Lý. Ông Bạch cười nhạo nói, các người cũng ngây thơ quá, hiện giờ Tiêu Chính Văn đang ở cảnh giới nào? Nhân vương cấp 5 mà thôi, nhưng cậu ta lại giết liên tiếp hai vị cao thủ nhân vương cấp 6. Mặc dù điều này chứng tỏ Tiêu Chính Văn có tố chất hơn người, tiềm năng vô hạn, nhưng còn chứng tỏ một vấn đề, Tiêu Chính Văn chắc chắn có bí mật động trời. Nghĩ thử mà xem, cả ngoài lãnh thổ ai mà không muốn có được công pháp có thể nghịch thiên như vậy? Thế nên nói cậu ta tự chuốc họa vào thân. Nghe ông ta nói thế Khổng Phi Nhĩ càng khó hiểu hơn, lắc đầu nói, tiền bối Bạch, sao tôi càng nghe càng mơ hồ thế. Ha ha,
Tiềm năng chỉ là thứ đối với thế hệ trẻ có chỗ dựa sau lưng, nếu không có nơi chống lưng thì ngược lại sẽ trở thành mối họa nguy hiểm. Thật ra thế lực ở khắp nơi đều rất có hứng thú với Tiêu Chính Văn, nhưng dĩ nhiên nguyên nhân không phải là vì sức mạnh của cậu ta mà là vì cậu ta mỗi lần đều có thể khiến người khác rất kinh ngạc. Cảnh giới thiên vương là thế, cảnh giới thiên thần vẫn thế, đến cảnh giới nhân vương lại càng như thế. Chứng tỏ công pháp của Tiêu Chính Văn không giống chúng ta. Nếu ai lấy được công pháp của Tiêu Chính Văn, có phải cũng có thể đào tạo ra một nhóm đệ tử có sức chiến đấu khủng khiếp không? Có phải cũng có thể lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ không? Bạch Chiến Sinh vuốt râu cười nói. Nghe thế Khổng Phi Nhĩ không khỏi sửng sốt, nói cách khác cho dù là nhà họ Chu hay nhà họ Lý đều có thể trở thành ý đồ giết người thầm lặng phía sau Tiêu Chính Văn. Ngoài lãnh thổ gần như đều thực hiện mấy điều luật rừng này nọ, không có ý nghĩa pháp lý và nhân nghĩa. Mấy thế lực lớn mà dạo gần đây Tiêu Chính Văn chọc phải như Ngọc Khuyết Cung, Huyết Tộc, nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã, có gia tộc nào không phải là thế lực mạnh một phương đâu. Mà mấy thế lực này rất có khả năng sẽ chung tay đối phó với Tiêu Chính Văn. Đằng sau Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có chỗ dựa, nhà họ Chu hay nhà họ Lý gì đó chỉ là một thành viên trong các gia tộc ngoài lãnh thổ, dù sao họ cũng là người dễ nói chuyện. Nếu trong lúc này cách Tiêu Chính Văn quá gần, ngược lại có thể sẽ trở thành cái gai trong mắt các thế lực lớn khác. Bạch Chiến Sinh nghiêm túc nói. Cùng lúc đó Chu Trấn Long nhìn về hướng Âu Lục lẩm bẩm nói, thời gian cũng sắp đến rồi, sao còn chưa đến? Trong phòng làm việc ở tập đoàn Vi Nhan, ông cụ Quý liên tục chúc mừng Tiêu Chính Văn, ông ta và Sở Hồng Thiên đều thật lòng đến chúc mừng Tiêu Chính Văn, dù sao một ngày Tiêu Chính Văn còn tồn tại trên thế gian này chỉ có lợi chứ không có hại với họ. Cậu Tiêu có sức chiến đấu quả thật rất tuyệt, trận chiến hôm nay đủ để làm cho cậu Tiêu vang danh khắp ngoài lãnh thổ rồi, Sở Hồng Thiên chắp tay với Tiêu Chính Văn. Nào có, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Hoa Quốc này cho dù ở bất kỳ nơi nào, giờ phút nào cũng không phải là nơi họ có thể tự tung tự tác. Tiêu Chính Văn xua tay, dửng dưng nói. Ông cụ Quý im lặng một hồi lâu sau, muốn nói lại thôi, cậu Tiêu, thật ra lần này đến đây, chúng ta có một việc muốn nhờ cậu. Mong cậu Tiêu có thể giúp đỡ. Tiêu Chính Văn nhìn ông cụ Quý, gật đầu nói, ông nói đi. Không lâu sau thế lực lớn ở các nơi quay về, đến lúc đó sẽ có một sở tư pháp của Võ Tông, nhưng người nhà họ Lý mới bị tổn thất về người, nhà họ Lý tôi không còn một ai có thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Thế nên chúng tôi không thể tham gia sở tư pháp, nhưng không thể để mất vị trí này. Nếu cậu Tiêu có thể dành thời gian trở thành thành viên của sở tư pháp thay tôi thì tôi đây có chết cũng nhắm mắt. Nói rồi ông cụ Quý mong mỏi nhìn Tiêu Chính Văn. Nhà họ Lý và Lý Thị của Lý Khang vốn dĩ cùng một gia tộc, những các hoàng tộc lớn ở ngoài lãnh thổ đều có thể rút số thành viên gia nhập vào sở tư pháp. Sở tư pháp của Võ Tông này có quyền lợi cực lớn, thậm chí có thể quyết định ai mới là người xứng đáng được bồi dưỡng trọng điểm và tài nguyên của các gia tộc. Ồ, sở tư pháp. Tiêu Chính Văn cau mày, lần đầu tiên anh nghe nói đến cơ quan này. Tóm lại lần này bên phía Hoa Quốc chúng ta là nhà họ Lý và Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn phụ trách chọn ứng viên, nhưng người nhà họ Lý thấp cổ bé họng, khó bảo vệ được Thiên Sơn không xảy ra chuyện, ông cụ Quý lo lắng nói. Được, nếu đã là việc trọng đại thì tôi chắc chắn sẽ ra sức giúp đỡ, Tiêu Chính Văn gật đầu cũng không quá để ý đến chuyện này. Cảm ơn cậu Tiêu. Nói rồi ông cụ Quý lại chắp tay với Tiêu Chính Văn lần nữa. Chính vào đêm hôm đó, trên bầu trời Bắc Cực đột nhiên xuất hiện hiện tượng cực quang, bên cạnh Bắc Cực, Hoa Quốc, Mỹ Lục, Âu Lục cũng lần lượt xuất hiện hiện tượng cực quang. Hiện tượng thiên văn tự nhiên này rất không bình thường, cực quang thường thường chỉ xuất hiện ở Bắc Cực hoặc Nam Cực trên trái đất. Mà một ngày sau, hiện tượng thiên văn này cũng trở nên dị thường hơn, có lúc vào giữa trưa. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại như đang giữa đêm khuya. Lại có lúc, đang nửa đêm mặt trời lại đột nhiên sáng bừng lên như giữa ban ngày. Hơn nữa, thời điểm thủy triều dâng lên cũng hoàn toàn bị đảo lộn, rất nhiều xác cá chết và chim chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Tất cả những việc này đều cho thấy rằng trái đất này không còn được yên bình nữa. Đến cả thiên tử Hoa Quốc cũng nhận được báo cáo về những hiện tượng kỳ lạ này. Anh Tiêu! Không biết anh có suy nghĩ gì về những hiện tượng kỳ lạ này. Thiên tử bỏ tấu chương trong tay xuống, vô cùng lo lắng nói. Loại hiện tượng thiên văn này tuyệt đối không phải là điểm lành, thậm chí còn có khả năng là điềm báo về một đại họa sắp đổ xuống đầu hậu thế.
Thiên tử, đây là dấu hiệu các cao thủ vùng ngoài lãnh thổ sắp sửa quay về. Cũng chính là không bao lâu nữa sẽ có cao thủ cảnh giới nhân hoàng quay về giới thế tục. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Nhân hoàng, nghe tới hai chữ này, sắc mặt thiên tử lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng đã có thể gây nên những hiện tượng thiên văn như vậy sao? Thiên tử nhíu mày hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, không sai. Sợ là thiên tử còn chưa hiểu thế nào mới là nhân hoàng. Nhân hoàng thật ra là người đã bước qua bức tường chắn của trời đất. Nói cách khác, bọn họ đã siêu thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Trên lý thuyết, bọn họ có thể cùng tồn tại với đất trời, trường sinh bất lão. Vì vậy, trời đất đương nhiên sẽ gạt bỏ họ. Bởi vì họ tới vùng ngoài lãnh thổ nên hiện tượng thiên văn cực đoan như vậy mới không nhiều. Hiện tượng thiên văn cực đoan, thiên tử nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn. Đúng vậy, tại sao khủng long lại tuyệt chủng? Nếu nói chúng bị lạnh cóng mà chết, vậy tại sao có một số hóa thạch khủng long lại ngẩng đầu lên trời? Nếu thật sự là chết vì lạnh, bọn chúng không phải là nên cúi đầu xuống cố gắng co ro lại sao? Nếu thật sự là có một tiểu hành tinh khác và vào trái đất, vậy càng không có cách nào lý giải được, bọn chúng hẳn là phải từ từ chết đi trong đau khổ, không thể nào ngay lập tức chết đi được. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích được tất cả việc này, đó chính là đột nhiên xảy ra một trận đại hồng thủy. Mà muốn tạo ra được loại hiện tượng này thì thủy triều cần phải đột ngột thay đổi. Tiêu Chính Văn vừa nói ra những lời này, thiên tử không thể không ngẩn người. Anh Tiêu, ý của anh là sau khi nhân vương quay về, loại hiện tượng thiên văn này sẽ trở thành hiện tượng bình thường à? Nếu thật sự là như vậy thì thế giới này nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Không hẳn, ít nhất Hoa Quốc chúng ta thì không, Hoa Quốc được bảo vệ bởi vận khí đế vương, không giống với các quốc gia khác, nhưng Mỹ Lục và Phi Lục thì không dễ nói. Tiêu Chính Văn nói đến đây cũng nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Lúc này, không chỉ có giới chính bàn tán xôn xao chuyện này, mà đến cả năm đại danh sơn cùng với các môn phái của võ tông đều rất quan tâm hiện tượng thiên văn gần đây. Bây giờ hai mắt Ngụy Nguyên Cát kích động nhìn phía chân trời, là thiên tử thế gia, gã đương nhiên hiểu được hiện tượng thiên văn này đồng nghĩa với việc gì. Chỉ cần cao thủ nhân hoàng quay trở về thì những ngày tháng yên bình của Tiêu Chính Văn cũng kết thúc. Từ nay về sau, những thế tử như bọn họ, dưới sự bảo vệ của các cường giả cảnh giới nhân hoàng, có thể thích làm gì thì làm. Tiêu Chính Văn thì sao? Thiên tử thì thế nào? Khi bầu trời giữa trưa đen tối như mực mọc lên một ngôi sao mai, tất cả đồ đệ của Tung Sơn đều quỳ xuống dưới đất như đang chờ đợi điều gì đó. Rẹt rẹt, một tiếng sấm sét vang lên, vô số ánh sao đột nhiên vụt sáng lên. Họ tới rồi, trưởng giáo của Tung Sơn vô cùng kích động nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy trên không trung, một ngôi sao mai càng phát sáng chói mắt. Gần như đã làm lu mờ đi cả ánh sáng của mặt trăng và mặt trời. Mà trên trời lúc này có một ông lão áo trắng tiên phong đạo cốt bước ra từ trong ánh sao, chậm chậm thả bước trong không trung. Mẹ, mau nhìn kìa, thần tiên, đó là tiên nhân sao? Trời ơi, việc này không khoa học tí nào. Không chỉ mọi người ở Tung Sơn nhìn thấy cảnh này mà người trên toàn bộ thế giới đều thấy cảnh này. Cường giả cảnh giới nhân hoàng, chính thức quay trở lại. Không chỉ trên bầu trời Tung Sơn xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ mà hầu như ở khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện hiện tượng như vậy. Vô số cường giả cảnh giới nhân hoàng quay về thế tục giống như thần tiên hạ phàm. Thậm chí còn có một vài người Âu Lục còn nhầm tưởng cho rằng mình nhìn thấy Chúa Giê-xu. Lúc này, tất cả các quốc gia đều đang bận đón tiếp cường giả cảnh giới nhân hoàng mới quay về. Bọn họ cho rằng, từ hôm nay trở đi, đất nước của bọn họ không còn phải nhìn vẻ mặt của Hoa Quốc mà hành động nữa. Thậm chí rất nhiều quốc vương Âu Lục còn mừng rơi nước mắt. Cao thủ cảnh giới nhân hoàng trở về, thế giới này không còn phải là thiên hạ của một mình Tiêu Chính Văn nữa. Cả Âu Lục của bọn họ sẽ không còn bị Tiêu Chính Văn dẫm dưới chân nữa. Kỷ nguyên mới cuối cùng cũng tới rồi, có thể thế giới này còn có thể viết tiếp truyền kỳ ở thời thượng cổ. Một ông lão râu tóc bạc phơ kích động nhìn ánh sáng trên không trung chiếu xuống lâu đài Versailles. Cuộc chiến tranh Á-Âu lần cuối đã là chuyện của hơn 5.000 năm trước, lúc đó đại quân của Âu Lục đã bị đế tân của Triều Thương giết chết toàn bộ. Vì vậy, Âu Lục mới rơi vào mấy nghìn năm đen tối. Mà lần này, bọn họ cuối cùng cũng chờ được một cơ hội trở mình. Lần này trung tâm thế giới sẽ có thể chuyển từ phía đông sang phía tây. Lúc này, sức sống dồi dào tràn ngập mọi nơi trên thế giới,
mỗi vị cường giả cảnh giới nhân vương quay về đều sẽ mang lại một sức sống mới cho thế giới này. Đến cả những người Âu Lục bị tước đoạt tuổi thọ cũng lại sục sôi sức sống. Bây giờ, Thiên Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Huệ Mi cùng với nhà họ Trương Thiên Sơn đều bừng lên sức sống, thậm chí ở nhiều nơi còn xuất hiện cảnh tượng muôn hoa đua nở, trăm hương ngàn sắc. Đến cả người bình thường cùng vì cơ hội sống dồi dào này mà trở nên phấn chấn hơn hẳn, dường như trẻ lại vài tuổi. Hiện tượng thiên văn này kéo dài gần một tuần mới hoàn toàn chấm dứt. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những cường giả cảnh giới nhân vương quay về, cho dù là người của những thế gia có thù với Tiêu Chính Văn cũng không hề tới tìm anh tính sổ. Mà là đi chuẩn bị lựa chọn người tài trong lớp thế hệ trẻ, hơn nữa việc tuyển chọn người trong võ tông cũng chính thức được tổ chức lại. Cho dù là Hoa Quốc hay là các quốc gia khác trên thế giới cũng có không ít những người trẻ tuổi vừa bước chân lên con đường luyện võ chưa đến 5 năm cùng lũ lượt đăng ký. Dù sao trước đây những vị cường giả cảnh giới nhân hoàng này thi triển thực lực quá mức huyền diệu, ai mà không muốn sẽ có một ngày mình cũng có thể như tiên hạ phàm như vậy. Hơn nữa, cường giả cảnh giới nhân hoàng có thể bất tử cùng đất trời, trường sinh cùng nhật nguyệt, tuổi thọ vĩnh hằng luôn là khao khát mà mỗi người hướng về. Đối với người bình thường mà nói, để có thể đạt được trình độ như vậy họ sẵn sàng bỏ ra tất cả. Sau vài ngày, Tiêu Chính Văn mới nhận được điện thoại của Tần Vũ, tất cả mọi chuyện đều đúng như dự liệu của Tiêu Chính Văn. Sau khi cường giả cảnh giới nhân hoàng quay trở lại, tất cả mọi nơi trên thế giới đều xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, chỉ có mỗi mình Hoa Quốc là vẫn bình yên. Tiêu Chính Văn đang uống trà với Tần Vũ ở Hắc Băng Đài thì nhận được lời mời đi ăn cơm trưa cùng với Đông Phương Tuyết Ngưng của nhà họ Đông Phương. Một trong bốn gia tộc lớn trước đây. Khoảng thời gian này, tu vi của Đông Phương Tuyết Ngưng cũng đã có rất nhiều tiến bộ, đã đạt tới trạng thái đỉnh cao của cảnh giới nhân vương cấp 1. Mà trải qua khoảng thời gian rèn luyện dài như vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng cũng trở nên khiêm tốn đi nhiều, cô ta chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng, nếu là người không biết sẽ cho rằng cô ta chỉ là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trên mạng thôi. Nhìn đôi chân thon dài, nước da trắng ngần như trứng gà bóc cùng với khuôn mặt xinh xắn, trên đường hàng loạt những cậu thanh niên đều dừng chân quay đầu lại nhìn. Anh Tiêu, lâu rồi không gặp, Đông Phương Tuyết Ngưng vô cùng lịch sự đưa tay về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù mấy năm nay cô ta luôn nỗ lực, nhưng cô ta lại phát hiện ra rằng, sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Chính Văn càng ngày càng lớn, thậm chí hiện tại cô ta chỉ có thể coi Tiêu Chính Văn là mục tiêu mà tương lai bản thân sẽ cố gắng theo đuổi. Cũng không phải lâu lắm, có điều dạo gần đây cô tiến bộ rất lớn. Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu. Đông Phương Tuyết ngang cắn môi mỉm cười với Tiêu Chính Văn, sau đó đi nhanh lên, kéo lấy tay Tiêu Chính Văn, sánh vai bước đi với anh trên đường. Đôi kim đồng ngọc nữ Tiêu Chính Văn và Đông Phương Tuyết Ngưng bước đi trên đường không chỉ là tâm điểm của sự chú ý mà cũng khiến cho không ít người đổ dồn ánh mắt đố kỵ về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người thì e rằng Tiêu Chính Văn đã bị ghim cho thủng lỗ chỗ rồi. Kỳ thực nói rõ ra thì Đông Phương Tuyết Ngưng quả thật cũng coi như là một đại mỹ nữ hiếm thấy, nếu không ban đầu cũng không thể trở thành con dâu tương lai của gia tộc Canter được. Chỉ là chuyện hôn sự đó cuối cùng cũng không thành bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn. Tên này đúng là đen như cứt chó. Vừa nói, một nam thanh niên vừa sắn ống tay áo muốn tiến lên trước ngăn Tiêu Chính Văn và Đông Phương Tuyết Ngưng lại. Lý Ngũ, cậu mở to mắt ra mà nhìn đi, xem hai người đó là ai, một nam thanh niên mặc hoa phục bằng gấm đứng bên cạnh ngăn cản. Lý Ngũ nghe thấy mấy lời này thì thoạt tiên hơi ngẩn ra, đợi sau khi ông ta nhìn rõ tướng mạo của hai người này thì sợ tới mức ớn lạnh. Hi hi, tôi muốn đi chúc phúc cho bọn họ mà, Lý Ngũ lau mồ hôi lạnh, nói. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, dù là Đông Phương Tuyết Ngưng thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể động tới được. Dù hào quang của bốn gia tộc lớn không còn nữa, thế nhưng một người dân bình thường vẫn chẳng thể khiêu chiến được với nhà họ Đông Phương. Chứ chưa nói tới chuyện người đàn ông đứng bên cạnh Đông Phương Tuyết Ngưng còn là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng hắn vừa mới nói dứt lời, nam thanh niên mặc hoa phục lập tức giơ tay giáng xuống một cái tát. Khốn nạn! Vua Bắc Lương đã có vợ rồi, cậu còn chúc phúc cái dám gì nữa? Vâng vâng vâng, Lý Ngũ ôm lấy một bên má, gật đầu lia lịa. Mặc dù ai cũng biết vợ của Tiêu Chính Văn là Khương Vi Nhan chủ tịch tập đoàn Vi Nhan tiếng tăm lẫy lừng, thế nhưng dẫu sao người ta cũng là vua Bắc Lương, dựa theo luật pháp của Hoa Quốc, tới cấp bậc vương hầu thì có thể tam thê tứ thiếp được rồi.
Xem ra làm người vẫn phải giống như vua Bắc Lương, bên cạnh không chỉ có vợ đẹp như thiên thần mà có nhiều mỹ nữ chủ động đeo bám như thế. Hừ, chỉ dựa vào cậu ư, đời sau sau nữa cũng không thể trở thành người giống như vua Bắc Lương được đâu. Dẫu sao vua Bắc Lương chỉ có một, chúng ta vẫn nên mau chóng trở về thôi. Không ít người đi đường đồng loạt lắc đầu bất lực, đây đã không còn là độ cao mà bọn họ có thể với tới rồi, dẫu sao thì với người đàn ông giống như Tiêu Chính Văn, đừng nói là Đông Phương Tuyết Ngưng chủ động nhào vào lòng, dù là những cô gái gọi là tiên nữ của năm đại danh sơn thì cũng phải ngước nhìn. Lúc này, cũng có không ít cô gái đang dạo phố nhận ra Tiêu Chính Văn, mặc dù bọn họ cũng rất muốn tiến tới chào hỏi, thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Đông Phương Tuyết Ngưng thì đều đồng loạt từ bỏ ý định này. Rất nhiều kẻ giàu có cũng đồng loạt đổ dồn ánh mặt nể sợ về phía Tiêu Chính Văn, bọn họ đương nhiên sẽ không vì Đông Phương Tuyết Ngưng mà đố kỵ với Tiêu Chính Văn. Mà đó là sự kính nể phát ra từ trong nội tâm đối với Tiêu Chính Văn. Hai người đi tới trước cửa một cửa hàng bán hoa quả ở góc đường, mẫu bánh ngọt hoa quả mà cửa hàng hoa quả này mới ra mắt gần đây bán rất chạy, trước cửa đã có hàng dài người đứng xếp hàng từ lâu. Anh Tiêu, tôi muốn mua một cái bánh ngọt hoa quả mang về cho cháu gái ăn, anh sẽ không phản đối chứ, Đông Phương Tuyết Ngưng trước giờ luôn chẳng có hứng thú gì với đồ ngọt. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện hiện tại con gái lớn của Tiêu Chính Văn sắp sửa lên tiểu học rồi thì mới nhanh trí nghĩ tới một cách rất hay để kéo gần mối quan hệ với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, thế nhưng khi anh quay đầu liếc nhìn hàng dài người kia thì cười khổ nói, e rằng chúng ta ít nhất cũng phải xếp hàng nửa tiếng. Sao vậy, vua Bắc Lương mua đồ mà cũng phải xếp hàng à, Đông Phương Tuyết Ngưng che miệng cười nói. Thế nhưng trong lòng lại đang thầm khâm phục Tiêu Chính Văn. Nếu như đổi lại là Đông Phương Tuyết Ngưng của năm xưa, thân là con gái lớn của một trong số 4 gia tộc lớn thì không đời nào có chuyện phải tuân thủ quy tắc giống như những người dân bình thường này. Cảm giác ưu việt sinh ra đã có này khiến cho tất cả con cháu của mấy gia tộc lớn có một loại bản năng coi đặc quyền trở thành thứ kéo xa khoảng cách với người bình thường. Tiêu Chính Văn giờ có thể nói là nhân vật dưới một người nhưng trên cả vạn người tại Hoa Quốc, nhưng anh trước sau vẫn như thế, thật sự quá là đáng quý. Chỉ là xếp hàng mà thôi, thời gian của nhân dân cũng rất đáng quý, chúng ta qua đó đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước tiến về phía cuối hàng. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Đông Phương Tuyết Ngưng cùng nhau đứng xếp hàng, không ít người rút điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh Tiêu Chính Văn. Phải biết rằng bản thân đang cùng xếp hàng mua bánh ngọt với vua Bắc Lương đấy, chỉ cần đăng bức ảnh này lên mạng thôi đã đủ để khoe khoang lấy vài năm rồi. Chị dâu nhìn thấy những bức ảnh này sẽ không nghĩ nhiều đấy chứ, Đông Phương Tuyết Ngưng quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn một cái, hỏi đầy thâm ý. Đương nhiên là không rồi, giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, chỉ là kết giao bạn bè, có gì mà phải nghĩ nhiều cơ chứ, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Không làm chuyện hổ thẹn với lòng thì không sợ ma tìm tới cửa, anh chẳng buồn quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ cần bản thân không thấy hổ thẹn với lòng mình là được rồi. Mà vào khoảnh khắc ông chủ của cửa hàng bánh ngọt này nhìn thấy Tiêu Chính Văn, thoạt tiên hơi ngẩn ra, sau đó cả người đều không tự chủ được mà run lên. Mau, mau lên một chút, mở thêm một cửa sổ bán nữa ở bên kia, mau. Ông chủ không chỉ kích động mà còn cảm động tới độ nước mắt lưng tròng, vua Bắc Lương rõ ràng quá gần dân rồi, nếu như để cho vua Bắc Lương trăm công nghìn việc phải đứng xếp hàng mười mấy phút thì trách nhiệm này ông ta gánh không nổi. Đúng lúc này, một chiếc Aventador đỗ lại bên đường, hai nam thanh niên luyện võ từ trên xe bước xuống. Hai người này vừa đi vừa khinh thường nói, hừ, Long Kinh thì làm sao? Ai nói người trong võ tông chúng ta không thể tới Long Kinh, không phải ông đây đã tới rồi đây sao? Nam thanh niên vừa nói có dáng người cao to, bên dưới nước da ngăm chính là những bắp thịt rắn chắc. Hơn nữa quanh người hắn cũng tỏa ra một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ chỉ cường giả ở cảnh giới nhân vương mới có. Không khó để nhận ra hắn nhất định là một trong số những đệ tử trọng điểm của thế lực lớn một phương nào đấy. Mà nam thanh niên đứng bên cạnh hắn lại liếc nhìn về phía hàng dài người, sải bước đi tới trước cửa sổ bán hàng, nói, lấy một miếng bánh ngọt hoa quả của chỗ mấy người ra đây, cậu chủ nhà chúng tôi muốn thưởng thức ngay và luôn. Nam thanh niên có ánh mắt rất hung hãn. Hơn nữa khí thế lại bức người, dọa cho ông chủ cửa hàng suýt thì ngồi bệt luôn xuống đất. Thưa cậu, thật sự xin lỗi, khách của cửa hàng chúng tôi thật sự quá nhiều, hơn nữa mọi người đều đang xếp hàng, phiền cậu cùng đứng vào xếp hàng đi ạ.
ông chủ khuyên nhủ hết sức khách khí. Hai người liếc nhìn hàng dài người kia, sau khi hít sâu vào một hơi thì chỉ đành ngoan ngoãn bước xuống cuối hàng. Thế nhưng vào lúc hai người họ vừa mới đi tới cuối hàng, một nam thanh niên mặc hoa phục, đeo kính râm nhảy xuống từ trên một chiếc xe đua khác, chỉ vào hai người mà mắng chửi, ông đây bảo hai người mua bánh ngọt, ai bảo mấy người đi xếp hàng hả? Hai nam thanh niên mặc đồ luyện võ liếc nhìn đám người xung quanh, do dự một lúc, thế nhưng cuối cùng vẫn sải bước đi tới trước cửa sổ bán hàng. Nam thanh niên chỉ vào bọn họ mắng chửi có tên là Triệu Thiên Vũ, là con riêng của một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng của Tung Sơn. Hơn nữa, hôm qua cũng mới từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thế tục. Đừng nói là ở thế tục, dù là ở vùng ngoài lãnh thổ thì hắn cũng vẫn luôn hưởng thụ đặc quyền. Hơn nữa Tung Sơn cũng có thực lực nhất định ở vùng ngoài lãnh thổ, mặc dù không bằng những thế gia hoàng tộc kia nhưng cũng chẳng thể xem thường được. Ngay cả không ít môn chủ tông chủ trong võ tông khi thấy Triệu Thiên Vũ thì cũng phải tôn kính gọi hắn một tiếng tiền bối. Cũng chính vì như vậy mà từ ngày Triệu Thiên Vũ sinh ra đã ngông nghênh cao ngạo, trước giờ chưa từng coi bất cứ ai ra gì. Hai nam thanh niên mặc đồ luyện võ rõ ràng đều chỉ là hộ vệ của hắn mà thôi. Mặc dù hiện tại cường giả ở cảnh giới nhân hoàng đã trở về, thế nhưng có cậu chủ nhà giàu nào dám để cho cường giả ở cảnh giới nhân vương làm hộ vệ của bản thân? E rằng những gia tộc lớn trong thế tục kia ngay cả mép ngoài của cường giả ở cảnh giới nhân vương cũng không chạm tới được. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho Triệu Thiên Vũ điên cuồng như vậy. Nhìn thấy hai người đàn ông luyện võ lại đi tới trước cửa sổ bán hàng, mặc dù rất nhiều người đều oán thán trong lòng thế nhưng lại không dám nói ra. Dẫu sao khí thế xung quanh hai người họ cũng hết sức bức người, vừa nhìn đã biết là cao thủ võ thuật. Hai người, trở về xếp hàng, giọng nói của Tiêu Chính Văn không lớn nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người cực kỳ rõ. Hả, Tiêu Chính Văn vừa nói thế, Triệu Thiên Vũ quay đầu lại nhìn anh. Sau đó tiến đến một bước đến gần Tiêu Chính Văn. Dù ở ngoài lãnh thổ cũng không có ai dám quản chuyện của hắn chứ đừng nói là thế tục. Từ khi đến thế tục đến nay, các doanh nhân giàu có và gia tộc thậm chí là vài quan chức ở một số nơi đều đang cố gắng nịnh bợ hắn. Vẫn chưa có ai dám chỉ tay dạy bảo hắn. Sở dĩ hắn muốn đi theo bố về thế tục là vì muốn du ngoạn sơn thủy, ăn chơi sung sướng và tận hưởng những đặc quyền hiếm có. Ở ngoài lãnh thổ, cảnh giới nhân hoàng không được xem là đại tài tuyệt đối, trên cảnh giới nhân hoàng còn có vô số đại tài, thế nên ở ngoài lãnh thổ đôi khi Triệu Thiên Vũ sẽ phải nhìn sắc mặt người khác. Nhưng bây giờ ở thế tục thì cảnh giới nhân hoàng là sự tồn tại tối cao nhất, có một người bố như thế, mình còn cần tuân thủ quy tắc ở thế tục sao? Đúng là chuyện cười mà, người của Tung Sơn mua đồ còn cần phải xếp hàng à? Có phải anh nghĩ mình sống đủ rồi nên mới dám quản chuyện bao đồng của ông đây không? Triệu Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn vừa lên tiếng hỏi, một luồng uy lực cực mạnh vây chặt lấy Tiêu Chính Văn. Mặc dù hắn có thể nhìn ra Tiêu Chính Văn không phải là người bình thường, nhưng thế thì có làm sao? Ít nhất trong nhận thức của hắn, cường giả cảnh giới nhân hoàng hoặc là người thân của cường giả cảnh giới nhân hoàng không thể tuân theo quy tắc xếp hàng như người bình thường. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, mặc dù đối phương cũng là một cao thủ nhưng phía sau không có chống lưng. Nghe hắn nói thế, không ít người đều quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Vũ như đang nhìn kẻ ngốc. Phải biết đó là vua Bắc Lương đấy, hắn lại dám nói chuyện như thế với Tiêu Chính Văn. Chàng trai, tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất nên tuân thủ quy tắc, nếu không cậu không thể gánh nổi hậu quả đâu, một người đàn ông trung niên có ý tốt khuyên răn. Ai mà không biết tính tình Tiêu Chính Văn thế nào? Nếu nói đối phương là người bình thường, có lẽ Tiêu Chính Văn sẽ nương tay, nhưng rõ ràng đối phương là cậu chủ của một võ tông, vậy thì lại là chuyện khác. Bốp, người đàn ông trung niên vừa dứt lời, Triệu Thiên Vũ vung tay lên đánh vào mặt người đàn ông một cái, nói, lúc nào mà đến lượt một tên vô danh như ông lo chuyện bao đồng của tôi hả? Tôi nghĩ các ông đang muốn đâm đầu vào chỗ chết đấy. Còn nữa các cậu, Triệu Khang, Triệu Việt, các người xếp ở hàng nào rồi hả? Mau đến lấy chút bánh, tôi đây còn có việc gấp. Triệu Thiên Vũ mất kiên nhẫn lớn tiếng mắng hai người mặc đồ luyện công. Hắn cứ nghĩ với thân phận của mình, đừng nói là một tiệm bánh ngọt nhỏ này, dù có đến bất kỳ nơi nào, mọi người đều sẽ nịnh hót hắn, nhất là mấy người bình thường này chỉ là một đám kiến nhỏ bé trong mắt hắn thôi. Chỉ đánh cho người đàn ông trung niên kia một cái đã là phúc đức với ông ta rồi.
nếu không phải trước khi đi bố có dặn hắn đừng gây chuyện thì bây giờ người đàn ông trung niên đó còn mạng nữa không? Vâng, Triệu Khang và Triệu Việt vội vàng gật đầu, sau đó dùng sức gõ vào lớp kính cửa bán hàng. Tôi nói lại lần nữa, các anh phải xếp hàng. Còn nữa, anh lập tức xin lỗi anh này cho tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chỉ vào người đàn ông trung niên bị đánh nói. Anh nói gì? Triệu Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên sát khí. Tôi bảo anh xin lỗi anh ta, Tiêu Chính Văn chỉ vào người đàn ông trung niên, lặp lại lần nữa. Hừ, tôi đây không xin lỗi, tôi xem anh có thể làm gì được tôi. Không để Tiêu Chính Văn ra tay, Triệu Thiên Vũ đã tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Hắn không có ý định giết Tiêu Chính Văn, dù sao giết người ở nơi như Long Kinh này thì khá nhạy cảm, huống gì đế vương các và giới chính trị Hoa Quốc còn có thỏa thuận, bất kỳ ai ở Võ Tông cũng không thể bước vào Long Kinh nửa bước. Bây giờ hắn đã vi phạm thỏa thuận, nếu gây ra chuyện như làm chết người, bố hắn cũng không bảo vệ được hắn. Theo nhận thức của mình, hắn nghĩ Tiêu Chính Văn không thể nào đỡ được một đấm này của mình. Nhưng hắn nào biết bản lĩnh của Tiêu Chính Văn. Cú đấm của hắn còn chưa kịp đánh trúng Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn đã nhanh chóng đấm một cú lên mặt hắn. Bốp, một tiếng rõ to vang lên, Triệu Thiên Vũ bị đánh lăn một vòng ra xa hơn 20 mét. Sau đó đâm sầm vào cột điện ở phía đường đối diện mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Khang và Triệu Việt đều ngây người. Dù Triệu Thiên Vũ ra tay có nhẹ cũng chỉ muốn đánh cho Tiêu Chính Văn một cú để anh hiểu và không xen vào chuyện của người khác, nhưng Triệu Thiên Vũ là cao thủ nhân vương cấp 4 đấy, một đòn này tuyệt đối không phải ai cũng có thể đỡ được. Lúc này người ngơ ngác hơn còn có cả Triệu Thiên Vũ. Hắn thậm chí không nhìn rõ Tiêu Chính Văn đánh mình thế nào nữa thì bản thân đã bị đánh lăn ra xa. Anh là ai? Lúc này Triệu Thiên Vũ đã hoa mắt váng đầu, vùng vẫy hồi lâu mới bỏ dậy được. Nhưng vừa dứt lời, hắn thấy Tiêu Chính Văn bước đến, chỉ thoáng chốc đã đến gần hắn, sau đó vung tay lại đánh lên mặt hắn một cú vô cùng vang dội. Lần này anh đánh mạnh hơn cú đánh lúc nãy, răng cửa của Triệu Thiên Vũ bị đánh văng ra ngoài. Phụt! Triệu Thiên Vũ nôn ra một ngụm máu, hai mắt sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Người trong giới chỉ cần giơ tay ra là biết đối phương ở cảnh giới nào. Mặc dù Triệu Thiên Vũ sống trong sung túc, nhưng thân là con trai của cao thủ cảnh giới nhân hoàng, dĩ nhiên không phải vô ích. Chỉ riêng hai cú đánh này của Tiêu Chính Văn cũng đã cho hắn biết rõ sự cách biệt giữa mình và đối phương. Chàng trai, đã nói với cậu rồi, đừng gây chuyện không đâu. Sao nào? Giờ đã hiểu chưa, người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu. Triệu Thiên Vũ vốn đã định đi trước rồi hắn tính, nhưng nghe người đàn ông trung niên nói thế, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Hắn đã lớn đến từng tuổi này nhưng chưa từng bị mất mặt đến thế, nhất là bị một người bình thường chế giễu. Hừ, hay lắm, dám đánh tôi à, nói rồi Triệu Thiên Vũ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó. Mặc dù biết Tiêu Chính Văn không phải là người dễ đối phó, nhưng hôm nay nhất định phải lấy lại thể diện. Sau khi hắn gửi tin nhắn đi, không đến 20 phút sau, từng chiếc xe sang trọng chạy đến rồi đồng loạt dừng lại ở góc phố. Mấy chục người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ luyện võ nhảy từ trên xe xuống. Sao vậy, anh cũng biết đến mấy thủ đoạn trong thế tục này à? Tiêu Chính Văn cười nhạo nhìn mấy chục cao thủ phía sau Triệu Thiên Vũ. Tiêu Chính Văn đã quá quen với cảnh tượng này vào mấy năm trước rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy đó chỉ là mấy thủ đoạn của đám cậu chủ con nhà giàu ăn chơi ở thế tục thôi, nhưng không ngờ ở ngoài lãnh thổ cũng dùng đến thủ đoạn cũ nát này. Thủ đoạn gì? Hôm nay tôi phải đánh chết anh. Người đâu? Đánh mạnh vào cho tôi, đánh gãy hai chân của hắn. Triệu Thiên Vũ chỉ vào Tiêu Chính Văn, hung tợn nói. Triệu Thiên Vũ lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị ăn tát trước mặt mọi người. Hơn nữa, hắn còn là con trai ruột của một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho dù đối phương có thân phận gì thì Triệu Thiên Vũ đều không sợ. Hắn vừa hạ lệnh, hàng chục thanh niên mặc đồ luyện công lập tức bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn đám côn đồ này rồi lắc đầu bất lực. Tuy rằng một chiêu của anh cũng có thể giết chết tất cả, nhưng dù sao tội của những người này đều không đến mức phải chết, hơn nữa giết người ở Long Kinh cũng không được. Dầm! Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý vung tay, một màn ánh sáng vàng đột nhiên hạ xuống, nhốt mấy chục thanh niên mặc đồ luyện công trong màn sáng.
Dù có rằng có thế nào thì bọn họ cũng không thể thoát ra khỏi màn ánh sáng vàng, thậm chí có rất nhiều người còn đập đầu đổ máu. Lúc này, Bạch Chiến Sinh đang uống trà trong một tòa nhà ở Long Kinh, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng phóng lên trời. Triệu Thiên Vũng cũng kinh ngạc nhìn về phía màn ánh sáng vàng, nhíu mày nói, anh biết trận pháp không gian. Hừ, anh cũng biết nhìn hàng đấy, nói đi, anh định thế nào? Tiêu Chính Văn nói rồi tiến lên một bước đến trước mặt Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ cần chưa kịp quay người bỏ chạy, Tiêu Chính Văn đã tát mạnh khiến hắn ngã xuống đất, sau đó giẫm lên mặt hắn bằng chiếc bốt da to. Triệu Thiên Vũ cố hết sức ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Chính Văn. Trận pháp không gian và trận pháp thời gian là một trong những bộ đội tuyệt kỹ ở vùng ngoài lãnh thổ, nghe nói chúng có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, rất ít người biết loại trận pháp này. Vì vậy, Tiêu Chính Văn rất có thể là người thừa kế của một thế lực lớn nào đó. Dù vậy, hắn cũng không thể nuốt nổi cục tức này, sau khi trở về Tung Sơn, hắn nhất định phải trả thù đối phương. Mày biết tao là ai không? Triệu Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Bụp, Tiêu Chính Văn đá mạnh vào mặt Triệu Thiên Vũ một cách không thương tiếc, máu lập tức phun ra, sống mũi của hắn bị gãy sau cú đá của Tiêu Chính Văn. Tao không quan tâm mày là ai, Tiêu Chính Văn chế nhạo. Triệu Thiên Vũ hoàn toàn choáng váng, cộng thêm sống mũi bị đá gãy, hắn đau đớn hồi lâu không kêu nổi thành tiếng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao vào trong đám người. Dừng tay, Bạch Chiến Sinh vội vàng quát lớn với Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Bạch Chiến Sinh, Triệu Thiên Vũ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hét lên, tiền bối Bạch, mau cứu tôi. Hắn muốn giết tôi. Bạch Chiến Sinh liếc nhìn Triệu Thiên Vũ, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, câm miệng. Cậu ta muốn giết cậu. Hừ, nếu cậu ta thật sự muốn giết cậu thì cậu đã biến thành một cái xác từ lâu rồi. Bạch Chiến Sinh thầm chửi rủa trong lòng, bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói, cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Bạch Chiến Sinh, mà nhìn xuống Triệu Thiên Vũ có xin lỗi không? Thấy Tiêu Chính Văn lại giơ chân lên và định đá Triệu Thiên Vũ lần nữa, Bạch Chiến Sinh vội vàng bước tới, ngăn Tiêu Chính Văn lại, cậu Tiêu, đừng làm vậy. Cậu ta là Triệu Thiên Vũ, con trai của Triệu Kế Hồng, cường giả cảnh giới nhân vương của Tung Sơn, nếu cái gì? Tôi nhớ chúng ta đã thỏa thuận rằng người của Võ Tông không được phép bước vào Long Kinh nửa bước. Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ mặt vô cảm. Mày là Tiêu Chính Văn, Triệu Thiên Vũ nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khó tin. Nhưng cũng chính vì chuyện này, hắn càng thêm tức giận. Tiêu Chính Văn, lẽ nào mày còn chưa biết tao là ai sao? Bố tao, bụp, Tiêu Chính Văn lại giơ chân lên đá bay răng của hắn. Thấy Triệu Thiên Vũ kêu la thảm thiết, Bạch Chiến Sinh hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, tiến lên, chắp tay nói, cậu Tiêu. Cậu xem chuyện này có thể nể mặt tôi, ông không có tư cách gì nói trước mặt tôi cả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chuyện này. Bạch Chiến Sinh không ngờ Tiêu Chính Văn lại phũ phàng với ông ta trước mặt mọi người như vậy, sắc mặt nhìn Tiêu Chính Văn vô cùng khó xử. Tôi nghĩ, chắc hẳn đế vương các ông đã nói cho bọn họ biết về thỏa thuận giữa chúng ta rồi nhỉ. Vậy ông giải thích cho tôi nghe chuyện này là thế nào? Còn nữa, tên này vừa đánh người dân Long Kinh. Ông không chỉ phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này, mà còn phải giải thích với cả hàng chục nghìn người dân Long Kinh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Bạch Chiến Sinh. Chuyện này, Bạch Chiến Sinh nghe vậy cũng sững sờ. Nếu không phải xung quanh đã chật cứng người vây xem thì ông ta cũng lười quan tâm đến Tiêu Chính Văn. Mặc dù sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn cũng rất mạnh, nhưng bây giờ, cường giả cảnh giới nhân hoàng đã trở lại, Tiêu Chính Văn còn là cái thá gì mà muốn ông ta giải thích chứ? Cậu Tiêu, cậu chủ Triệu còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên chuyện này còn trẻ. Không hiểu chuyện, Tiêu Chính Văn dùng đế giày đá vào mặt Triệu Thiên Vũ, chế nhạo, ông đang nói với tôi rằng anh ta chỉ là một đứa trẻ to xác sao. Không, cậu Tiêu, cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là, Bạch Chiến Sinh còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng cắt ngang, ý ông là ông không muốn giải thích với người dân Long Kinh sao. Nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp thì cho dù anh ta đánh ai, cũng có thể bỏ qua phải không? Nói cách khác, người dân Long Kinh, trong mắt đế vương các chỉ như con kiến, tùy các người dẫm nát phải không? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi vậy, sắc mặt của Bạch Chiến Sinh lúc trắng bệch lúc đỏ bừng, hít sâu vài hơi mới nhẫn nại nói, cậu Tiêu,
đương nhiên không phải như cậu nói. Đế vương các chúng tôi cũng rất tôn trọng người dân Long Kinh, chỉ là người này có thân phận đặc biệt, cho nên có thể tùy ý đánh người mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì phải không? Vậy người bị đánh chỉ có thể nhận mình xui xẻo sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Xin cậu Tiêu bớt giận, chuyện này đều là do chúng tôi chưa xử lý ổn thỏa, cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Tôi nhất định sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho người dân Long Kinh về vấn đề này. Hơn nữa, đế vương các chúng tôi cũng sẽ chứng minh cho mọi người thấy, chúng tôi sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, cho dù người đó là ai. Trước mặt mọi người, Bạch Chiến Sinh phải nói ra những lời đường hoàng này. Theo ông ta thấy, chỉ cần Triệu Thiên Vũ xin lỗi người bị đánh trước mặt mọi người, sau đó âm thầm đưa Triệu Thiên Vũ về Tung Sơn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ồ, vậy được. Tôi nghe theo ý của ông Bạch, Tiêu Chính Văn nói rồi lùi lại một bước, mỉm cười nhìn Bạch Chiến Sinh. Lúc Bạch Chiến Sinh định tiến lên đỡ Triệu Thiên Vũ dậy thì Tiêu Chính Văn cười nói, ông Bạch sẽ không bảo anh ta xin lỗi rồi thả người đi đấy chứ. Theo lời ông nói, anh ta đã vi phạm lệnh cấm của đế vương các, nếu đế vương các giải quyết qua loa thì thật khiến người ta thất vọng. Cậu Tiêu, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đế vương các chúng tôi, đương nhiên không thể làm qua loa được, nếu không. Còn ai nghe lời của đế vương các nữa? Bạch Chiến Sinh nghiêm túc nói. Ồ, theo tôi được biết, kẻ vi phạm quy tắc của đế vương các, ít nhất cũng phải bị chặt chân, Tiêu Chính Văn hỏi lại. Nghe vậy, Bạch Chiến Sinh nhìn nụ cười của Tiêu Chính Văn, âm thầm gào thét. Ông ta chắc chắn đã bị Tiêu Chính Văn lừa vào bẫy. Chuyện này, Bạch Chiến Sinh cũng thấy hơi khó xử. Nếu thật sự làm theo lời Tiêu Chính Văn, chặt chân Triệu Thiên Vũ thì ông ta phải giải thích với Tung Sơn thế nào đây? Xem ra ông Bạch không muốn bảo vệ thể diện của đế vương các, cũng không có ý định đưa ra lời giải thích cho người dân Long Kinh nhỉ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Ngay sau khi lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, tất cả các đường lui của Bạch Chiến Sinh đều bị chặn lại. Dù thế nào thì ông ta cũng phải cho mọi người một lời giải thích, đặc biệt là những người dân ở Long Kinh này đều đang nhìn ông ta chằm chằm. Nếu Triệu Thiên Vũ được thả ra thì sẽ không chỉ làm tổn hại đến uy tín cá nhân của ông ta, mà còn là uy tín của toàn bộ đế vương các trong mắt người dân Long Kinh. Ánh mắt Bạch Chiến Sinh nhìn quét qua khuôn mặt của những người xung quanh, nhìn thấy vô số cặp mắt đều đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của ông ta đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, được. Chữ, được, này hoàn toàn được dặn ra từ kẽ răng của Bạch Chiến Sinh, lúc này ông ta vô cùng hối hận. Tại sao bản thân mình là cứ nhúng tay vào việc đâu đâu? Nếu mình không đến, cho dù Tiêu Chính Văn có xử lý chuyện này như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ đắc tội với mấy người của Tung Sơn kia. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chính Văn đã tự tay ném một cái nồi đen khổng lồ lên người ông ta. Bạch tiền bối, ông, sao ông dám đối xử với tôi, câm miệng. Bạch Chiến Sinh gầm lên và đá thẳng vào đầu gối của Triệu Thiên Vũ. Chỉ nghe thấy tiếng rắc giòn tan. Triệu Thiên Vũ vừa trở mặt, suýt chút nữa ngất đi vì đau. Bạch Chiến Sinh, nhà họ Triệu tôi và ông, thù hận đến chết mới thôi, Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm Bạch Chiến Sinh. Rõ ràng là hắn muốn tham gia kỳ tuyển chọn thế hệ trẻ lần này, nhưng chưa kịp đạt được thành tựu xuất sắc gì đã bị Bạch Chiến Sinh đánh gãy chân. Bạch Chiến Sinh thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người sang nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, không biết câu trả lời này, cậu thấy thế nào? Bạch Chiến Sinh lúc này đến giọng nói cũng nghẹn ngào sắp khóc, đây là lần thứ hai ông ta bị Tiêu Chính Văn trêu đùa trong lòng bàn tay. Mà sau đó, cho dù ông ta là người phát ngôn của đế vương các, cũng phải đích thân chạy đến Tung Sơn và xin lỗi những cao nhân cảnh giới nhân hoàng kia. Đối mặt với sự tức giận của những cao nhân cảnh giới nhân hoàng, trong lòng Bạch Chiến Sinh ít nhiều cũng có chút kinh hãi. Ông Bạch quả nhiên công chính liêm minh. Để lấy lại công bằng cho người dân Long Kinh mà đã tự tay đánh gãy chân con trai nối dõi của cao nhân cảnh giới nhân hoàng ở Tung Sơn. Mọi người, những gì ông Bạch làm chính là tấm gương mẫu mực, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên mặt Bạch Chiến Sinh lúc đỏ lúc trắng bệch, cũng không biết những tràng vỗ tay này của những người có mặt là dành cho Tiêu Chính Văn hay dành cho ông ta. Nhưng cái nồi này thì ông ta gánh chắc rồi. Giờ phút này, Bạch Chiến Sinh đã tức giận đến mức không nói nên lời. Sau khi nở một nụ cười ngượng nghịu với mọi người có mặt, Bạch Chiến Sinh tiến lên một bước, muốn đỡ Triệu Thiên Vũ dậy.
nhưng ông ta chưa kịp đưa tay ra thì giọng của Tiêu Chính Văn lại vang lên. Ông Bạch, e rằng không thể để ông đưa người đi được. Cái gì? Bạch Chiến Sinh suýt nữa nôn ra máu tại chỗ, ông ta đã gánh một chiếc nồi lớn như vậy rồi, Tiêu Chính Văn còn muốn thế nào nữa? Cậu Tiêu, ý cậu là gì? Bạch Chiến Sinh quay lại và nhìn Tiêu Chính Văn một cách lạnh lùng. Theo luật của Hoa Quốc chúng tôi, hắn hiện bị nghi ngờ gây rối trật tự xã hội. Vì vậy, hắn phải được giao cho đội chấp pháp để điều tra và định tội theo luật của Hoa Quốc. Vì vậy, ông không thể đưa hắn đi. Trong lòng Bạch Chiến Sinh sắp phát điên. Nhưng nhìn thấy vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm nên đành phải kìm nén cơn giận mà nói, được, mọi chuyện tùy cậu Tiêu. Có điều, cậu Tiêu không nghĩ tới hậu quả sao? Bố ruột của cậu ta là cường giả cảnh giới nhân hoàng ở Tung Sơn, hơn nữa, Triệu Kế Hồng lại là con riêng của nhà họ Triệu. Giữa Triệu Kế Hồng và nhà họ Triệu của hoàng tộc Đại Tống có quan hệ vô cùng bí mật, nếu không, cũng không thể đột phá cảnh giới nhân hoàng trong vòng 200 năm. Nếu thực sự bắt con ruột của ông ta đi, vậy thì tiếp theo e rằng toàn bộ Hoa Quốc sẽ không thể sống yên ổn. Ông Bạch, tôi không có hứng thú với những chuyện này, hơn nữa, người là do đích thân ông đánh, dường như không liên quan gì đến tôi mà nhỉ, Tiêu Chính Văn nói. Chết tiệt! Bạch Chiến Sinh gần như không thở nổi một hơi, bị làm cho tức chết. Mọi thứ đúng như Tiêu Chính Văn nói, rất nhanh, tin tức về việc Bạch Chiến Sinh tự tay đánh Triệu Thiên Vũ đã lan truyền khắp Hoa Quốc. Nhiều người của Võ Tông nghe được tin này, thoạt đầu sững sờ một chút, sau đó thì tất cả lộ ra vẻ kinh hoàng. Đương nhiên bọn họ không dám phá vỡ giao ước giữa Đế Vương Các và Tiêu Chính Văn, thậm chí ngày thường khi ra ngoài mà đi ngang qua Long Kinh, bọn họ cũng đều đi đường vòng. Mặc dù rất nhiều người vô cùng sợ hãi sức mạnh của Đế Vương Các, nhưng người của Đế Vương Các, dù nói thế nào đi nữa cũng là người của mình. Bạch Chiến Sinh là điên hay là ngu ngốc lại dám ra tay mạnh như vậy với người của mình. Nhưng đồng thời cũng có không ít người thầm vui mừng vì may mà mình chưa từng đặt chân tới Long Kinh, nếu không kết cục chỉ có thê thảm hơn Triệu Thiên Vũ mà thôi. Không thể tin được, Bạch tiền bối quả thực là chấp pháp như sơn. Ngay cả con nối dõi nhà họ Triệu cũng bị ông ta trừng phạt nghiêm khắc. Này, nói vớ vẩn, cậu cho rằng ông ta là đồ ngốc sao? Đó là con ruột của Triệu Kế Hồng, nếu không phải bị Tiêu Chính Văn chặn lại ở phố đi bộ, cậu cho rằng ông ta sẽ làm như vậy sao? Nghe nói lúc đó chỉ vì Triệu Thiên Vũ tát một người dân bình thường, kết quả là mất đi đôi chân. Trong khi một số đệ tử đang bàn tán sôi nổi về việc này, một ông lão nhìn mấy người họ với ánh mắt dữ tợn và nói, câm miệng. Chuyện gia đình nhà trưởng giáo là chuyện các cậu có thể tùy tiện bàn tán sao? Còn không cút sang một bên. Khi tiếng hét lạnh lùng vang lên, mấy đệ tử của Tung Sơn đều vội vàng im lặng. Sư tổ, chúng con chỉ là hiếu kỳ, cậu chủ bị người ta đánh què chân, phía Tung Sơn chúng ta tại sao lại không có chút động tĩnh gì vậy? Một trong những đệ tử kia to gan bước lên trước, nhỏ giọng hỏi. Hừ, chuyện này đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây, ông lão hừ một tiếng, trịnh trọng nói, các cậu cũng biết trưởng giáo là người thế nào. Đó chính là người được nhà họ Triệu hoàng tộc ngoài vùng lãnh thổ bảo hộ. Cái gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Trước đó, những đệ tử cấp dưới như bọn họ làm sao biết, dòng dõi Tung Sơn còn có người có địa vị hiển hách lẫy lừng như vậy. Người có quan hệ với hoàng tộc, ai ai cũng đều phi thường. Không chỉ có tu vi và sức chiến đấu đáng kinh ngạc mà thế lực của bọn họ còn không có giới hạn. Chả trách Triệu Kế Hồng còn chưa tới 200 tuổi mà đã đột phá cảnh giới nhân hoàng rồi. Giờ thì các cậu chắc cũng biết hậu quả của việc này nghiêm trọng như thế nào rồi chứ, ông lão nói với vẻ giễu cợt. Sau đó, ông ta bỏ lại nhóm đệ tử đang sững sờ và đi về phía ngọn núi phía sau. Đúng lúc này, trong một khu vườn trên sau núi Tung Sơn, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên tảng đá, lĩnh ngộ linh khí của trời đất. Người đàn ông trung niên này là Triệu Kế Hồng. Từ khi bước vào cảnh giới nhân hoàng, ông ta luôn mò mẫm tìm hiểu quy luật nguyên khí. Tuy nói rằng muốn đạt tới cảnh giới nhân hoàng, sự lĩnh ngộ của nguyên khí là một rãnh trời, nhưng không có nghĩa là mỗi người vừa bước vào cảnh giới nhân hoàng đều có thể vận dụng nguyên khí thành thạo. Mà Triệu Kế Hồng là một trong số đó, từ trước đến nay. Ông ta cũng chỉ có thể cảm nhận được nguyên khí, thỉnh thoảng cũng có thể tự mình điều động nguyên khí, nhưng lại không thể muốn sao được vậy. Đúng lúc này, ông lão bước tới trước mặt Triệu Kế Hồng,
cúi người xuống, nói thì thào, trưởng giáo, xem ra ông đã cách việc vận dụng sinh khí không còn xa nữa, nhiều nhất là trong vòng 10 năm, ông nhất định có thể lại đột phá một lần nữa. Hừ, Triệu Kế Hồng khẽ thở dài nói, nguyên khí đâu có đơn giản như vậy. Thiên địa tạo hóa, nguyên khí là nền tảng của vạn vật. Đã hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nếu có thể vận dụng thành thạo, thì cho dù không thể đột phá cũng có làm sao. Ông lão liếc nhìn Triệu Kế Hồng, hơi do dự một chút, nhưng vẫn trầm giọng nói, trưởng giáo, có một chuyện tôi phải báo với ông, ừ. Có chuyện gì, nói đi. Triệu Kế Hồng nhìn ông lão, thấy ông ta ấp úng ngập ngừng, bèn cau mày hỏi. Chuyện là, cậu chủ gặp chút chuyện ngoài ý muốn, ông lão thận trọng nói. Chuyện ngoài ý muốn, nó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải là lại đánh người nào đấy chứ? Triệu Kế Hồng cười nhạt. Đánh một người đối với nhà họ Triệu mà nói thì có là gì đâu, cho dù giết mấy người thì cũng ai dám làm gì con trai ông ta. Cậu chủ bị người ta đánh gãy hai chân. Ông lão vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông nói cái gì? Triệu Kế Hồng nghe xong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ông lão. Lúc này, ông lão chỉ cảm thấy không khí trước mặt đột nhiên rung lắc dữ dội. Mà ngay sau đó phía trên đỉnh đầu mây gió cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Râu tóc Triệu Kế Hồng rối xù lên, cả tung sơn bị bao trùm bởi luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Lúc này, hàng nghìn đồ đệ đều quay đầu nhìn ngọn núi chính của Tung Sơn, khí tức đáng sợ như vậy tràn ngập khắp bán kính mấy trăm mét, dường như đến cả đất trời cũng sắp tan rã. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói, chân khí trong người Triệu Kế Hồng bắt đầu khởi động, không khác gì một vị thần chết xuất thế. Vô số tia chớp lưu chuyển bên hông Triệu Kế Hồng, đến cả gạch lam trong đại sảnh đều bị vỡ nát. Đến lúc ông lão kể xong những gì đã xảy ra, sát khí cuồn cuộn đã bao trùm hết những thành phố xung quanh Tung Sơn. Triệu Kế Hồng nổi giận rồi, hơn nữa còn vô cùng tức giận. Nhân hoàng tức giận có thể hủy diệt cả một quốc gia trong nháy mắt. Lúc này, người mà ông ta hận không chỉ có Tiêu Chính Văn mà còn lão già Bạch Chiến Sinh. Cậy là người nhà họ Bạch mà dám tùy ý cắt đứt chân của độc đinh ba đời của nhà họ Triệu. Rất tốt, Tiêu Chính Văn, Bạch Chiến Sinh, hai người giỏi lắm. Nhìn thấy Triệu Kế Hồng sát khí ngút trời, ông lão vội bước lên trước một bước, nhỏ giọng nói, trưởng giáo, chuyện này có liên quan tới đế vương các, không thể vì nhất thời tức giận mà cùng với đế vương các, nói đến đây, ông lão liền im lặng không nói thêm nữa. Triệu Kế Hồng lạnh lùng liếc ông ta một cái, sát ý quanh người cũng bớt đi không ít. Không sai, mặc dù Bạch Chiến Sinh tội đáng muôn chết nhưng sau lưng ông ta có nhà họ Bạch, có đế vương các. Người đây tuyệt đối không phải là người Triệu Kế Hồng dễ đụng. Cho dù là nhà họ Triệu vùng ngoài lãnh thổ, cũng không dám tùy ý đắc tội với đế vương các. Lúc này, Bạch Chiến Sinh còn đang ở Long Kinh cũng cảm nhận được phía Tung Sơn sát khí mãnh liệt, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Tung Sơn một cái. Bạch Chiến Sinh đã sớm tức giận đến mất lý trí, đặc biệt là khi nhìn thấy bức thư của nhà họ Lý gửi tới. Yêu cầu để Tiêu Chính Văn đại diện nhà họ Lý tham gia đại hội tuyển chọn nhân tài thế tục càng khiến cho Bạch Chiến Sinh tức giận điên người. Tiêu Chính Văn, Bạch Chiến Sinh siết chặt nắm đấm. Đây đã là lần thứ hai ông ta bị Tiêu Chính Văn lừa, cùng với cao thủ cảnh giới nhân hoàng tranh chấp một trận không nói, còn để Tiêu Chính Văn được vào thẳng Sở Tư Pháp Võ Tông. Lần này Sở Tư Pháp không chỉ có quyền quyết định các công việc liên quan tới vùng ngoài lãnh thổ trong giới thế tục mà còn có quyền tối cao trong việc tuyển chọn nhân tài. Mà chuyện này, không chỉ hết sức quan trọng với đến vương các mà còn quan trọng cả với các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thật ra, trải qua hơn ngàn năm đóng cửa, vùng ngoài lãnh thổ đã sớm khan hiếm nhân tài, cho dù có mầm non triển vọng cũng bị các thế gia và thế lực lớn thu nhận hết. Bây giờ chốn niết bàn duy nhất chính là thế tục. Vì vậy các thế lực lớn cũng như các thế gia lớn đều tập trung sự chú ý vào thế tục. Mà đế vương các cũng có dự định của riêng mình, nếu Tiêu Chính Văn cũng tham gia, vậy thì kế hoạch đã lập ra trước của bọn họ rất có khả năng bị chết hiểu. Mà chuyện lần này liên quan tới tương lai của đế vương các, để xảy ra sơ suất lần nữa, đến cả Bạch Chiến Sinh cũng khó mà tránh khỏi bị đế vương các trách tội. Thật ra từ sau khi Thành Vương Tư vào vùng ngoài lãnh thổ, đế vương các và thiên đạo minh ước đều đã phải trả một cái giá đắt để kìm hãm Thành Vương Tư, thậm chí còn khiến cho thực lực của đế vương các tụt dốc không phanh. Mà lần này quay về thế tục cướp người liên quan đến việc đế vương các có vùng dậy được thêm lần nữa hay không. Vừa nãy,
không ít người trong võ tông đều bàn tán xôn xao chuyện Tiêu Chính Văn ép Bạch Chiến Sinh phế đi một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng có dẫn tới một cuộc báo thù kinh hoàng hay không. Tin tức của nhà họ Lý vừa truyền ra ngoài lập tức gây nên một làn sóng lớn. Nhân tài trong giới thế tục vẫn luôn vì mục đích bổ sung lực lượng cho các thế lực vùng ngoài lãnh thổ, nếu không sao có nhiều người rõ ràng là không phải võ tông, lại vẫn bị các thế lực chiêu mộ tới vùng ngoài lãnh thổ như vậy. Ví dụ như nhà họ Trương của Trương Cư Chính, vốn không có tư cách vào vùng ngoài lãnh thổ, nhưng bởi vì chắt trai của Trương Cư Chính tư chất hơn người, được một thế lực vùng ngoài lãnh thổ nhìn chúng, sau đó nhà họ Trương lên như diều gặp gió. Hơn nữa lần này, vì muốn thu hút sự chú ý của thế tục, các thế lực còn phá lệ lập ra một trận đấu cho những người trẻ, không chỉ có thể có được uy vọng cực cao ở giới thế tục mà còn đạt được lợi ích nhiều vô kể. Đồng thời lần này, gần như đã gửi lời mời đến tất cả thanh niên Hoa Quốc, tất cả mọi người đều có thể tham gia tuyển chọn, một khi được chọn có thể nói là thay da đổi thịt, vạch rõ ranh giới với thế tục. Vốn dĩ, người bình thường ở giới thế tục hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng gì với lần tuyển chọn này, nên người tham gia chỉ lác đác vài người, nhưng bởi vì sự tham gia của Tiêu Chính Văn vô cùng có khả năng sẽ thay đổi kết cục của cuộc tuyển chọn. Khi tin tức này được truyền ra không lâu, ở nơi báo danh ở Bắc Lương, vài người phụ trách lờ đờ buồn ngủ, một người đàn ông trẻ tuổi còn đã cúi đầu xuống ngủ say. Vốn dĩ những người được gọi là nhân tài này không có khả năng xuất hiện trong những người thường, nhiều nhất chỉ có thể là con cháu thế gia ẩn náu ở khắp nơi trên Hoa Quốc, thông qua con đường này thành danh sau một đêm mà thôi. Còn Bắc Lương, không chỉ là nơi nghèo nàn, ngày nay còn là chiến trường của Hoa Quốc và nước Hùng, đến người cũng ít đến mức đáng thương, làm sao có thể có gia tộc lánh đời. Vì vậy, mấy người này không hề háo hức. Chính vào lúc này, một người đàn ông trẻ vội vàng lay tỉnh người đang ngáy o o thức dậy, thiếu cung chủ, nhanh. Có người tới đăng ký. Người đàn ông trẻ đang mơ mộng đẹp, kết quả bị người ta đánh thức không vui chừng mắt nhìn người kia, sau đó quay đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức suýt chút nữa kinh ngạc rơi hàm xuống đất. Chỉ thấy ở phía không xa, biển người đông nghịt. Ước chừng ngàn vạn thanh niên đang vội vàng chạy tới đây. Người đàn ông trẻ mới đầu còn kinh ngạc, nhưng khi anh ta nhìn thấy toàn bộ đều là người thường, trên mặt lập tức lộ ra sự tức giận. Hỗn xược, người đàn ông trẻ tuổi nói, quát lớn một tiếng rồi đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn những người thường đến kiến thức cơ bản về võ thuật cũng không biết ở trước mặt tức giận nói, lần tuyển chọn này của chúng tôi là trò đùa sao? Cũng không tự đi tiểu tiện rồi soi xem mình có xứng hay không? Người đàn ông trẻ tuổi là người nối nghiệp tương lai của một thế lực nhỏ vùng ngoài lãnh thổ, chính bởi vì thế lực của anh ta nhỏ yếu nên mới bị phân tới Bắc Lương chiêu mộ người. Kết quả đến một người đủ tư cách cũng không có, ngược lại một đám người ô hợp lại kéo tới, anh ta có thể không tức giận sao? Nhưng chính vào lúc này, ở chân núi phía không xa đột nhiên xuất hiện một tia cực quang. Ngay sau khi tia cực quang ấy xuất hiện, trên bầu trời nổi lên một trận sấm chớp vang rền, cùng lúc này, áp suất không khí dường như giảm xuống mười mấy độ, cả Hoa Quốc như bị bao trùm trong không khí trầm thấp. Ngay sau đó, xuất hiện trận dao động vô cùng kinh khủng, lấy trung tâm là thiên sơn tỏa ra bốn phía. Thiên lôi bị đè nén đã lâu, cuối cùng cũng đột nhiên đánh xuống, đến cả người đàn ông trẻ tuổi đó cũng bị dọa một vố. Khi một bóng người từ chân thiên sơn bay thẳng lên trời cao, người đàn ông trẻ tuổi mới ý thức được điều gì. Lại có người từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới cao hơn ư. Nếu tôi không nhìn nhầm thì người này hẳn là đã vượt lên cảnh giới nhân vương cấp 3. Lúc này, đến cả Lý Chính Đạo cũng không nhịn được nhìn về phía thiên sơn. Người từ cảnh giới thiên thần đột phá cảnh giới lên cảnh giới nhân vương, từ trước tới nay cũng chưa gặp nhiều. Nhà họ Trương thiên sơn, nhà họ Trương quả nhiên không nhẫn nhịn được, tám phần là vì cuộc tuyển chọn lần này. Vậy nên mới bày ra thực lực để lôi kéo nhiều người trong thế tục vào nhà họ Trương. Bấy giờ, không ít người trong võ tông cũng bắt đầu ồn ào bàn tán. Trương Lăng Phong, Đông Phương Tuyết Ngưng không nhịn được nhíu mày. Không ngờ, nhà họ Trương Thiên Sơn lại có vốn liếng như vậy, chỉ trong một đêm, dùng đan dược đẩy Trương Lăng Phong lên cảnh giới nhân vương tầng 3. Lương Cảnh Long nhìn về phía Thiên Sơn, lộ ra nụ cười khẩy, bất luận anh là ai cũng đừng mơ đột phá được. Từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới nhân vương đã vô cùng nguy hiểm, bây giờ Trương Lăng Phong liên tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới, cho dù là nhà họ Trương Thiên Sơn có cao thủ bảo vệ, cũng khó được như ý.
Chính vào lúc này, trên không trung xuất hiện một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, chân khí như thủy triều dâng lên đổ ập lên người Trương Lăng Phong. Hừ, muốn làm chuyện kinh hãi thế tục lúc này ư? Sợ là cậu còn quá non, lúc này, một ông lão xếp bằng ngồi trên đỉnh Hoa Sơn chậm chậm mở mắt ra. Thật ra số người có cùng cách nghĩ như Lương Cảnh Long bấy giờ cũng không hề ít. Mặc dù nói trước nay nhà họ Trương ở Thiên Sơn vẫn luôn là người bảo vệ phần mộ cho Tổ Long, hơn nữa còn có quan hệ hết sức mật thiết với vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng sự việc có liên quan đến lợi ích của bản thân, vậy nên đương nhiên sẽ không có người đứng về phía nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Hơn nữa, nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng là thế lực duy nhất bên trong thế tục xuất hiện gia tộc lánh đời của cao thủ ở Nhân Vương cấp 3. Điều này cũng phá vỡ sự cân bằng bên trong thế tục trong vô hình. Chỉ là vào lúc mọi người đều đang chú ý về phía Thiên Sơn thì đột nhiên có một tiếng gầm kinh thiên vang vọng khắp cả đất trời. Gừ, khi tiếng gầm kinh động như tiếng sấm vang lên, một luồng khí tức vô cùng tàn bạo cũng lần theo bóng dáng của Trương Lăng Phong mà bao trùm khắp cả đất trời. Ngay cả Tiêu Chính Văn đang uống trà cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Tiêu Chính Văn đương nhiên đã quá đỗi quen thuộc với bóng hình trong hư không kia. Thế nhưng mọi hành động của nhà họ Trương lại chẳng khác gì hãm hại tiền đồ của Trương Lăng Phong. Nếu như nói một người dựa vào thực lực của bản thân mà không ngừng đột phá, chuyện đó đương nhiên không thể gièm pha. Thế nhưng bản thân Trương Lăng Phong không hề có thực lực như vậy, hoàn toàn là dựa vào đan dược mới có thể sở hữu sức mạnh ở cảnh giới Nhân Vương. Thế nhưng điều này cũng chẳng khác gì đang thiêu rụi tiềm năng của hắn, dù lần này có thể đột phá thuận lợi. Thế nhưng nếu Trương Lăng Phong muốn tiến lên tầm cao hơn thì e rằng sẽ khó như lên trời. Trong vô hình, nhà họ Trương đang tự tay hủy hoại một mầm giống tốt đã chuyên tâm bồi dưỡng cả mấy chục năm. Chỉ thấy trong hư không, một thân ảnh cực lớn giống như giao long mà chẳng phải là rồng xuất hiện phía sau lưng Trương Lăng Phong, cỗ khí tức vô cùng hung tàn, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn tám hướng. Không ít cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ vốn có ý định ra tay giết Trương Lăng Phong. Lúc này cũng đồng loạt gạt bỏ ý định đó của mình. Không một ai ngờ được nhà họ Trương lại thâm sâu như thế. Mặc dù không phải rồng thật, thế nhưng giao long cũng thuộc long tộc, chỉ có điều không có năng lực phi thường như long tộc mà thôi, thế nhưng thực lực của nó cũng tuyệt đối không phải thứ mà loài người có thể so bì được. Long Vương, đó là giao long trong truyền thuyết sao? Long Nguyệt nhìn về phía Thiên Sơn, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, đó không phải giao long thực thụ, nếu như phải thì e rằng ban nãy sẽ có không ít người đen đủi. Nói tới đây, Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy, vừa nhớ lại ghi chép bên trong Thiên Sơn thư lục vừa nhìn về phía chân trời, nói, đó là tàn hồn của giao long. Tàn hồn, Long Hình không khỏi mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Lẽ nào thế giới này thật sự có linh hồn sao? Không sai, đó chỉ là tàn hồn của giao long mà thôi. Nếu như là tàn hồn hoàn chỉnh thì ít nhất vẫn có 30% thực lực của giao long, đừng nói là nhân hoàng, dù là cường giả đế cảnh thì cũng không chống đỡ được một đòn 30% thực lực của giao long. Đáng tiếc, dù là tàn hồn thì cũng đã không còn hoàn chỉnh nữa, việc nó có thể làm cho nhà họ Trương cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Chả trách nhà họ Trương vẫn luôn đứng vững không đổ hàng trăm năm, xem ra nhà họ Trương vẫn có nội tình nhất định. Lúc này, mọi người trong nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng lo lắng nhìn về phía hư không. Để giúp cho Trương Lăng Phong đột phá cảnh giới, cụ tổ nhà họ Trương thậm chí đã sử dụng con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Trương, mời cả tàn hồn giao long ra bảo vệ cho Trương Lăng Phong đột phá thành công. Tàn hồn của con giao long này đã là con át chủ bài duy nhất bây giờ của nhà họ Trương rồi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, trước đây Tiêu Chính Văn đã vài lần dẫm lên trên đầu nhà họ Trương. Cụ tổ nhà họ Trương đều chưa thể hạ quyết tâm sử dụng con át chủ bài cuối cùng. Từ đó có thể thấy được nhà họ Trương lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu như không thể tận dụng thời điểm các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về hết để gây dựng nền móng cho nhà họ Trương, vậy thì tương lai nhà họ Trương có lẽ cũng sẽ giống như những gia tộc lánh đời khác biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Trên bầu trời, một chiếc cầu vồng bảy màu giống như một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía lồng ngực của Trương Lăng Phong. Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ của Thương Long, một bức tường khí màu trắng trực tiếp chắn ngang trước người hắn. Thế nhưng ánh hào quang bảy màu đó lại quá mức mạnh mẽ, dù là long tức của Thương Long thì cũng chẳng thể luyện hóa hoàn toàn bên trong sự hung bạo nguy hiểm này. Bụp, ánh hào quang bảy màu đó xuyên thẳng qua cơ thể của Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong phun ra một ngụm máu lớn.
Cơ thể Trương Lăng Phong ở trong hư không đã lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào chút niềm tin cuối cùng mà tiếp tục khổ sở chống đỡ. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Lăng Phong trên bầu trời, lúc này cũng không khỏi gật đầu lia lịa. Nếu như lúc còn ở học viện võ thuật, Trương Lăng Phong có thể bằng được một nửa của bây giờ thì cũng không đến mức lúc này vẫn chưa đột phá lên cảnh giới nhân vương. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời liên tiếp xuất hiện những hiện tượng dị thường, Trương Lăng Phong mấy lần đều suýt rơi xuống khỏi bầu trời, thế nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được cơ thể, cao ngạo đứng giữa đất trời. Nhìn Trương Lăng Phong giống như ngọn nến leo lắt trước gió, Lương Cảnh Long khẽ nhíu mày nhìn về phía Hứa Văn Long phía bên cạnh nói, anh Hứa, bây giờ chính là ngọn nến trước gió, chỉ cần chút trò thì tên này nhất định sẽ chết. Hứa Văn Long quay đầu lại nhìn Lương Cảnh Long, khẽ lắc đầu nói, anh Lương, có tàn hồn của Giao Long bảo vệ cho hắn ai dám dở trò đây. Chỉ sợ vị kia của Tung Sơn kia cũng không dám khinh suất vào lúc này nhỉ. Mặc dù tàn hồn của Giao Long không thể tồn tại lâu dài, thế nhưng giết vài người thì cũng không thành vấn đề đâu. Hứa Văn Long xuất thân từ đế vương các trước nay vẫn không có quá nhiều thiện cảm với mấy thế gia như nhà họ Khổng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.